Dạ rồi, em chào mọi người nhé. Thì về có xem lại video ngày hôm qua không? Thì trước mỗi buổi học thì chúng ta sẽ có khoảng là 15 đến 20 phút để cho chúng ta trao đổi lại bài cũ ha. Đó, có gì anh chị chưa hiểu hoặc là còn thắc mắc gì đó thì chúng ta có thể là hỏi em và anh có thể là trả lời cho mọi người cùng hiểu. Anh Thông nói là chúng ta ôn lại những điểm chính rồi ok ạ. Thì trước mỗi buổi học thì anh chị có thể đặt những câu hỏi cho em, câu hỏi thắc mắc cũng được và yêu cầu em ôn lại bài cũ cũng được. Nói chung là cái mục đích cuối cùng của chúng ta ở đây đó là anh chị hiểu bài và anh chị áp dụng được kiến thức vào cái quá trình đầu tư của mình. Đó là cái em mong muốn nhất. Đó, thành công của anh chị là thành công của em. Cho nên em sẽ nói chung là cố gắng hết mình. Thì ở đây có thể ha, có thể nhiều anh chị mà bị lỗ rồi á, tức là hồi xưa giờ chúng ta đầu tư nhưng mà qua thời gian thì chúng ta thấy là tại sao mà mình đầu tư lâu như vậy mà nó vẫn cứ lỗ. Thì có thể khi mà anh chị học trong những cái buổi này thì có thể cái câu trả lời đó nó không nằm ở trong cái bài giảng của em mà nó nằm trong những cái câu hỏi mà anh chị hỏi em á. Hoặc là em phân tích vu vơ đâu đó, hoặc là em phân tích vu vơ đâu đó mà anh chị thấy là thì ra là cái vấn đề này là hồi xưa giờ mình mắc phải này. Đó, tức là cái bài học của chúng ta là tất cả những cái thứ em nói thì hoặc là tất cả những câu hỏi mà mọi người hỏi thì anh chị hãy lấy đó làm bài học luôn, chứ không hẳn là chúng ta học không hẳn là chúng ta học theo những cái slide như thế này. Đó, tất cả những cái em nói hoặc là tất cả những cái mà em phân tích trên đây là đều là bài học cả. Anh chị ok không? Như vậy thì chúng ta sẽ nhìn đâu chúng ta cũng thấy là bài học. Và những cái bài học này thì có thể là anh chị mà tự đi nghiên cứu, tự đi tìm tòi hoặc là tự đi tìm hiểu thì mất rất là nhiều thời gian ha. Mất rất là nhiều thời gian. Dạ đúng rồi, thực hành nhiều đó. Anh chị nghe rõ không ạ? Anh chị nghe rõ không? Một vài anh chị mà không nghe rõ thì chắc là do mạng của mình yếu ha. Anh chị có thể là đi qua những cái chỗ nào mà có wifi hay là mạng mạnh thì chúng ta để máy. Yeah. Rồi em ôn lại cái bài ngày hôm qua một tí ha. Thì cái bài ngày hôm qua là chúng ta học là về là phân tích cơ bản. Tuy nhiên là anh chị hãy nhớ giùm em một câu như thế này. Khi mà mình đọc báo và mình đọc tin tức thì những cái đó mà đến được tai của mình thì nó đã trễ rồi. Và mình luôn luôn là người đi sau. Chúng ta hãy nhớ điều đó. Cho nên là nếu như mà chúng ta chỉ có đầu tư theo cái mà tin tức ấy, thì rất là nguy hiểm. Tại vì khi mà giá nó đã cao rồi và tin nó đưa ra rất là tốt thì mình đi vào mình mua. Thì mình chính là cái nguồn để cho cá mập nó xả hàng. Chúng ta nhớ như vậy. Đó thứ nhất ha. Thứ hai đó là cá mập á, là cái thằng mà nó chuyên gia dùng tin tức, dùng hội nhóm, người nhà của chính mình á, để nó đi đưa tin. Tin tức là cái vũ khí lợi hại nhất của nó. Và những tổ chức cá mập lớn thì nó có thể điều khiển được thị trường theo cái ý muốn của nó. Đó. Và nó luôn tìm cách là ăn tiền từ nhà đầu tư. Cho nên là khi mà chúng ta phân tích cơ bản thì cái mà chúng ta phân tích ở đây á, không phải là phân tích những cái tin tức mà cá mập nó đưa ra hàng ngày đó, mà chúng ta hãy phân tích là giả sử như chúng ta quan tâm cái cổ phiếu FPT chẳng hạn, chúng ta quan tâm cái cổ phiếu FPT thì khi mà chúng ta phân tích á, thì chúng ta phân tích là ở cái thằng FPT này nó tiềm năng thì nó tiềm năng ở đâu, nó hiện tại nó đang làm cái gì, doanh thu trong thời gian vừa qua thì như thế nào đó, những cái lĩnh vực nó đang hoạt động là gì và cái công nghệ hiện tại nó có thể ứng dụng thêm là gì, tương lai có thể phát triển được không. Cái đó chúng ta chỉ cần phân tích là phân tích như thế đó. Chứ còn là sau khi mà chúng ta phân tích xong rồi á, thì
chúng ta sẽ chọn những cái vùng giá tốt của cái cổ phiếu này mà chúng ta mua. Mà nếu như mà chúng ta thấy rằng cái vùng giá của nó quá cao rồi, cái vùng giá của nó quá cao rồi thì thôi, đó, chúng ta sẽ chờ ha. Vùng giá quá cao thì chúng ta sẽ chờ. Còn cái vùng giá thấp, cái vùng giá thấp là cái vùng giá mà chúng ta gom hàng. Đó. Thì tất cả những cái thứ này nó đều đi theo xu hướng thôi. Ví dụ như những cái vùng giá thấp là những cái vùng mà cá mập nó rất là thích gom. Ví dụ như trong trường hợp này này, trong trường hợp này giả sử như những ngày qua mà anh chị thấy là tin tức rất là tốt thì chúng ta hãy nên cân nhắc. Mặc dù tin tức tốt nhưng chúng ta cũng không có mua. Vì sao như vậy? Tại vì tin tức tốt á, nhưng mà giá nó đang ở cái vùng đỉnh như này rồi. Chúng ta đi vào đây chúng ta mua có thể là chúng ta sẽ đu đỉnh thôi. Còn những cái vùng giá thấp, những cái vùng giá thấp thì chúng ta nên mua. Cái trang Forex Factory á, thì cái trang nó cũng tốt đó. Trang nó cũng tốt và trang nó rất là nhiều người ưa chuộng cho những anh chị mà đầu tư Forex. Thì ở đây chúng ta cần lưu ý á, đó là những cái tin tức trên cái trang đó thì là cái tin tức trên thế giới mà. Tin tức trên thế giới nên anh chị nào mà trade theo cái tin tức trên đó thì vẫn được, không sao cả. Còn riêng anh chị nào mà đầu tư chứng khoán, đầu tư cổ phiếu đó, và đầu tư thêm nữa là tiền điện tử Bitcoin này nọ, những cái thị trường mà bị chi phối á, thì cái tin tức rất là nguy hiểm, nhất là tin ở những cái vùng giá nhạy cảm. Còn tin tức trên những cái trang web về Forex này nọ thì vẫn ok. Anh chị còn hỏi gì nữa không ạ? Chúng ta lưu ý là những cái thời điểm mà cuối tháng hoặc là cuối quý đó là những cái vùng giá mà rất là nhạy cảm ha. Anh chị thắc mắc gì không? Anh chị thắc mắc về cái bài ngày hôm qua không ạ? Volume 24 giờ và volume 24 giờ và Bitcoin dominant. Thì volume 24 giờ là cái mức giao dịch trong nói chung là có hai cái thông số. Anh chị nào mà đầu tư Bitcoin thì anh chị lưu ý là khi mà mình đi vào thị trường mà mình nhìn á thì có hai cái thông số quan trọng. Đó là cái thông số là Bitcoin dominant và thông số thứ hai là volume 24 giờ. Thì ở đây này, volume 24 giờ thì anh chị biết rồi chứ đúng không? Volume nó tức là cái mức độ mà cái khối lượng giao dịch trong vòng 24 giờ vừa qua, tức là một giao dịch mua, một người mua và một người bán. Một người mua thì họ muốn mua giá thấp ở đây nè, giá này là giá bid đúng không? Mua thì muốn mua giá thấp, còn bán thì lúc nào cũng muốn bán giá cao cả, nên bán giá ask. Đó. Thì khi mà có một người nào đó đồng ý mua lên với cái giá cao này thì một giao dịch nó tạo thành. Hoặc là một người nào mà muốn bán với cái mức giá thấp này thì giao dịch nó cũng tạo thành. Khi đó thì một giao dịch được tạo thành. Đó, một giao dịch đó tương đương với bao nhiêu tiền đó? Ví dụ như là 100 triệu hay là 200 triệu gì đó. Hoặc là 100 đô, 200 đô. Và trong vòng 24 giờ cái 100, 200 đô nó cộng lại thì sẽ tạo thành cái là volume 24 giờ, tức là khối lượng giao dịch trong vòng 24 giờ. Thì cái khối lượng giao dịch này là nó tức là đo cái độ thanh khoản của một loại phiếu, một loại hàng hóa, hoặc cao hơn là một loại thị trường tài chính, một loại thị trường tài chính luôn, nó đo như vậy. Thì ở đây là ví dụ như thị trường Bitcoin này, anh chỉ thấy là cái volume 24 giờ của nó là 51 tỷ đô đó, tức là có người mua người bán và cái lượng tiền mà mua bán
để tạo thành một giao dịch đó là 51 tỷ đô. Còn bên cái thị trường Forex thì hiện tại là tầm là 6-7 ngàn tỷ, 6.000-7.000 tỷ, lớn hơn là 100 lần ha. Thì cái volume này nói lên là cái mức độ quan tâm của nhà đầu tư tới cái thị trường nào đó hoặc tới cái hàng hóa nào đó. Cho nên là anh chị thấy là nếu như mà một loại cổ phiếu nào đó mà anh chị thấy cái volume 24 giờ của nó quá thấp thì anh chị bỏ qua. Volume 24 giờ thấp quá thì chúng ta bỏ qua. Còn cái thị trường này thì cũng là một thị trường nhỏ, nếu mà xét về cái volume 24 giờ người ta quan tâm rất là ít. Còn cái Bitcoin Dominant này, này đó là thị trường vốn hóa, đây là vốn hóa của thị trường này là 296 tỷ đô. Nhưng mà riêng một mình thằng Bitcoin đó, nó đã chiếm tới 68% rồi. Đây này, vốn hóa toàn bộ thị trường là 296 tỷ nhưng mà riêng một mình thằng Bitcoin đó, nó đã là 200 tỷ rồi. Nó đã là 200 tỷ rồi. Như này, đúng không? Thì cho nên là Bitcoin nó chiếm rất là nhiều. Vậy khi mà toàn bộ giá thị trường mà toàn bộ các đồng coin mà nó giảm đi, toàn bộ đồng coin giá nó giảm và vốn hóa nó tập trung vào Bitcoin đó, thì chúng ta phải biết đó, đó là Bitcoin là cái thằng mà được thị trường ưa chuộng nhất, được thị trường ưa chuộng nhất. Và nếu như mà Bitcoin nó đang ở cái đà mà chuẩn bị giảm giá mà anh chị thấy là vốn hóa của toàn bộ những cái đồng coin khác mà nó chuyển về Bitcoin đó, thì chúng ta biết là Bitcoin là cái thằng mà dễ đưa về tiền mặt nhất. Cho nên là sẽ có khả năng rất là cao là giá sẽ giảm rất là mạnh toàn bộ thị trường luôn. Volume 24 giờ của các cặp tiền đó, đây nè, mỗi cặp tiền nó đều có volume 24 giờ này. Một xíu nha, em sẽ đọc trả lời từng câu hỏi của mọi người ạ. Khi mà các tổ chức mà thực hiện trao đổi mua bán thì giá cả của họ là thống nhất với nhau. Giá cả của họ thống nhất với nhau. Trên ở những cái trung tâm gọi là tài chính lớn của thế giới. Và như vậy thì giá cả mà nó cập nhật lên thị trường á, ví dụ như trên TradingView này. Ví dụ như là chúng ta thấy là giá vàng đi. Giá vàng đây là 1.496,71 đô la cho một lượng vàng. Vậy thì cái giá vàng này từ đâu mà ra? Tức là từ những cái trung tâm tài chính lớn, những cái trung tâm tài chính lớn trên thế giới, họ mua bán với nhau. Và nó chênh lệch ít lắm ha. Nó chênh lệch rất là thấp. Nhưng mà có một cái sự gọi là đồng bộ dữ liệu giữa các sàn giao dịch lớn trên thế giới. Cho nên là mỗi lần mà ra tin tức, anh chị thấy là giá vàng là bỗng nhiên nó tăng vọt lên như này ở một sàn giao dịch, thì những sàn giao dịch khác thì ngay lập tức là nó cũng tăng theo. Nó cũng tăng vọt theo. Nó đồng bộ dữ liệu mà. Nên anh chị mà có một lượng tiền lớn, anh chị mua hoặc anh chị bán làm cho giá nó tăng thì nó sẽ cập nhật tất cả dữ liệu đó lên. Nên ví dụ như là giá vàng là 1496.71 này đó. Và anh chị có tiền, anh chị mua lên là 1497 thì toàn bộ dữ liệu là nó sẽ cập nhật lên 1497 đó. Đó là sức mạnh của công nghệ ha. Đặc biệt hiện nay là có công nghệ ECN, nó làm cho giá trên tất cả các sàn giao dịch là giống nhau tại một thời điểm. Forex thì cổ phiếu với BTC thì Forex nó khác. Forex nó không có giống như cổ phiếu với Bitcoin đâu. Cho nên là trong cái thị trường Forex đó, thì anh chị phải lưu ý là cái công cụ volume của chúng ta đó, chúng ta không có xài. Cái công cụ volume á, công cụ volume giao dịch đấy anh chị. Thế anh chị biết công cụ volume không ạ? Công cụ này nè, chúng ta không có xài bên Forex đâu. Tại vì cái thị trường Forex là cái thị trường phi tập trung. Cái công cụ này xài chả được cái gì cả. Ở đây, cái mấy cái cột dưới đây nè. Ừ.
Forex thì vẫn nhận biết được thời điểm cá mập chay anh. Tức là ví dụ nha, anh chị nào mà đang đầu tư, chưa đầu tư Forex á, thì anh chị cũng có thể là nghe những cái này á. Biết đâu sau này anh chị đầu tư Forex thì đây là những cái kiến thức rất là tốt. Ví dụ như đồng bằng Anh đi, chúng ta để trong khung giờ tuần hoặc khung giờ tháng thì chúng ta sẽ thấy rất là rõ. Ví dụ như trong trường hợp mà đồng bằng Anh này, anh chị thấy những cái tổ chức tài chính lớn thì họ thường họ đầu tư là theo tháng thôi, và theo theo quý, theo tháng, chứ họ theo năm nữa, chứ họ ít khi mà họ đầu tư theo theo tuần, hoặc là ít khi mà họ đầu tư theo ngày hoặc theo giờ lắm, ít khi đầu tư theo ngày theo giờ lắm. Cho nên là giả sử như mà anh chị thấy là ở trong cái trường hợp mà đồng bằng Anh này, đồng bằng Anh đó, ví dụ như bên đây là cái vùng giá của hỗ trợ đó ha, vùng giá thấp đó, và cái xu hướng của chúng ta nó đi như thế này đó. Đó thì khi mà cái xu hướng này bị phá vỡ rồi thì khả năng rất là cao là giá nó sẽ giảm về những cái vùng hỗ trợ tiếp theo. Đây, những cái vùng hỗ trợ này. Đó, khi nó bật lên lại thì những cái vùng đỉnh trên đây lại chính là những vùng kháng cự. Đây. Đó, đó là những cái tổ chức tài chính lớn thì họ nhìn như vậy. Nên là nếu như mà anh chị chơi trong khung thời gian nhỏ. Anh chị chơi trong khung thời gian nhỏ. Ví dụ như anh chị bật khung ngày lên. Ha. Anh chị bật khung ngày lên, anh chị bán đâu đó ở đây này. Mà anh chị bật cái khung tháng lên, anh chị thấy á, giá khung tháng là nó giảm và cái hỗ trợ tháng là ở vùng này. Vùng này. Mà anh chị bật khung ngày lên, anh chị bán đâu đó ở đây. Ha. Thì chúng ta biết là chúng ta bán thành công rồi. Và khả năng mà giả sử như là ví dụ như lãi đi. Lãi chúng ta lãi từ đây xuống đây là chúng ta đã lãi được 134 pip rồi. Đây. Ví dụ như từ đây nha, từ đây xuống đây nè, chúng ta lãi được là 290 pip rồi. Vậy chúng ta nghĩ là chúng ta có nên chốt lãi hay không? Hay là chúng ta sẽ giữ lệnh tiếp? Đó, thì cái lúc đó thì anh chị phải biết rằng ngay cái vị trí mà mình mua, ngay cái vị trí của mình mua, thì đối với những tổ chức tài chính lớn và những cá mập thì họ đã bán ngay từ cái khúc trên này nè ha. Tức là cái con đường trendline là một con đường rất là mạnh. Con đường màu đỏ này, con đường rất là mạnh. Để kiềm giá rất là tốt. Tuy nhiên là con đường em điện màu xanh nha. Con đường màu xanh là con đường rất là mạnh này. Nó kiềm giá rất là tốt. Tuy nhiên có một cái lực bán rất là mạnh, nó đẩy từ đây xuống đây luôn đó. Thì chúng ta phải biết rằng một cái lực bán mạnh như thế thì không thể là người bình thường bán được. Anh chị hiểu vấn đề không? Không thể là người bình thường họ bán một phát như vậy được. Cho nên đây là những tổ chức tài chính lớn. Vậy nếu như mà chúng ta là chơi trong cái giai đoạn này mà chúng ta lãi là tầm 100 mấy chục pip hoặc 200 pip như thế này, thì chúng ta phải biết là chúng ta cũng không nên vội chốt lãi làm gì. Tại vì những tổ chức tài chính lớn là nó đang nhìn thị trường là bằng cái hướng là giá sẽ giảm. Và giá mình xuống ngay cái vùng này nè, ngay cái vùng hỗ trợ này nè, thì lúc đó chúng ta mới cân nhắc là chúng ta chốt lãi hay không. Đó, hoặc là cái vùng này. Chúng ta thuận theo cá mập ha. Thuận theo cá mập trên thị trường Forex là như vậy. Có nghĩa là chúng ta hãy chơi theo những cái khung thời gian nhỏ. Tại vì mình không thể là chơi theo tháng như cá mập được. Mà chúng ta chơi theo khung thời gian nhỏ. Nhưng mà chúng ta vẫn biết rằng khung thời gian lớn là cá mập nó chốt lại ở đâu. Cá mập nó chốt lại ở đâu đó, những cái vùng này nè. Rồi. Coffee future đúng không? Coffee future là viết tắt là chữ gì vậy? Em thì không có chơi coffee nhưng mà CK gì đó, em quên rồi. Coffee future là viết tắt chữ gì à?
Trên cùng này hả chị? Trên cùng này đúng không? Hay là những bản hợp đồng dưới? Xe U19 hả? Xe U19. Không có. Lấy lại cái bản hợp đồng này nhé. Lấy lại cái này. Ta xem một đi ha. Để coi giống không nha. Cái biểu đồ này đúng không? Cái biểu đồ này giống không? Biểu đồ này giống gì? Biểu đồ phải phải nó không? Đúng rồi đúng không? À. Thì chị Trang hỏi là volume xem ở đâu? Thì cái công cụ volume của chúng ta ở đây này, em gõ này, anh chị vào cái gọi là insert indicator ấy, anh chị thêm công cụ volume này vào. Thì mặc dù chúng ta không thấy volume 24 giờ, tuy nhiên ở đây là em đang để khung giờ ngày, một ngày này, cho nên mỗi cái cột này thì tương đương với volume trong vòng một ngày, mà một ngày có nghĩa là 24 giờ. Một ngày thì có nghĩa là 24 giờ thì chúng ta cũng có thể tham khảo. Là volume là cái mức độ quan tâm của nhà đầu tư cho đến với thị trường mà, cho nên là ví dụ như trong trường hợp này mà để chúng ta xem coi là cá mập nó sẽ nhìn như thế nào tới với cái thị trường này. Ở đây là cái thị trường cà phê này, thị trường hợp đồng cà phê tương lai này. Thì anh chị nhìn thấy rất là rõ, nhìn rất là rõ đúng không? Em đang để biểu đồ tháng này. Anh chị nhìn rất là rõ là cái xu hướng của thị trường hiện tại là đang đi lên đi xuống anh chị. Nhìn rất là rõ là đi lên đi xuống. À, đúng rồi, đi xuống. Và cái vùng mà nó đi xuống tiếp theo chính là cái vùng này. Chính là cái vùng này nè. Đó. Thì thường mà những cái hợp đồng tương lai như thế này, những hợp đồng tương lai như thế này thì chúng ta phải biết là chúng ta thì bán một vài hợp đồng thôi, nhiều là 10 hợp đồng, 20 hợp đồng là cùng. Còn cá mập thì nó sẽ bán là cả trăm cả ngàn hợp đồng thôi. Đó. Cho nên là nó sẽ làm cho thị trường dịch chuyển rất là mạnh. Mà khi mà chúng ta biết điều đó rồi thì chúng ta nhìn vào cái xu hướng tháng thì chúng ta thấy là xu hướng tháng đang là xuống, và cá mập nó luôn luôn nhìn tới cái việc là nó sẽ bán hàng. Nó sẽ nhìn đến việc bán hàng. Hiện tại thì nếu như mà giá tăng á, nếu như mà giá tăng lên thì ngay tại đây này, ngay tại đây là có cái vùng kháng cự này. Đây, có một cái vùng kháng cự là như thế này. Đó. Mà lên trên nữa thì là cái vùng này. Đây, con đường trắng này. Con đường trắng em cả này. Đấy. Cho nên là trong vòng thời gian vừa qua thì anh chị thấy là giá giảm này. Giảm bay qua cái vùng xanh này luôn. Sau đó nó đi xuống và nó giật lên này. Và nó gặp vùng kháng cự này nó lại đi xuống lại nữa. Đó, lại đi xuống lại. Thêm nữa là cái đường xu hướng của chúng ta ở bên này thì chúng ta nhìn thấy rất là rõ cái đường xu hướng. Và bây giờ em cho là mũi tên đi ha, anh chị nhìn nó trực quan hơn. Đây. Đó. Cái đường xu hướng thì rất là dễ. Tí nữa chúng ta sẽ học về lý thuyết xu hướng lại ha. Đây này, ở đây có một cái đỉnh đó ha. Khi mà vẽ đường xu hướng là anh chị hãy vẽ sát với cái giá đóng cửa nha anh chị. Đây này. Nó thì giá nó giảm xuống liên tục. Ở đây thì anh chị thấy là có những cái râu nến không? Nó đi lên rồi nó chạm tới cái đường xu hướng nó xuống lại liền. Tại vì em đang để khung giờ tháng,
Mà những cây râu nến này nếu như mà chúng ta vẽ cái khung giờ ngày á, thì nó chính là những cây nến á, chứ không phải là râu nến. Đây này, nó lên nó chạm đây phát xuống liền nữa. Đây này. Cho nên là con đường này là con đường xuống giảm, tiếng Anh gọi là đường downtrend. Giáo nó còn nằm dưới con đường này, thêm nữa là nó nằm ở dưới con đường màu xanh này. Thì chỉ cần như vậy thôi là chúng ta đã biết rằng cả thế giới nó đang nhìn về cái thằng này và nó chỉ chờ nó bán thôi. Nó chỉ chờ để nó bán thằng này thôi. Và vừa cá mập cái cá con mà biết phân tích kỹ thuật là họ sẽ bán, chứ họ không có mua đâu. Thì mong đợi là sẽ giảm về đây, mong đợi sẽ giảm về đây. 40 mấy này ha. Rồi. Trong chứng khoán nhiều lúc những lệnh cổ phiếu 10 cổ phiếu rất là nhiều, lúc đánh lên lúc đánh xuống, đây có phải là dấu hiệu sắt đang làm giá không? Thì để mà nhận ra sắt đang làm giá hay không á, thì anh chị nhớ là chúng ta bật cái công cụ Bollinger Band á. Cái công cụ Bollinger Band á, là cái công cụ mà nó đo cái độ biến động của giá, đo cái độ biến động của giá này. Nếu như mà cái vùng giá đó mà chúng ta thấy là cái vùng giá nó hẹp hẹp như thế này, và thỉnh thoảng là có người mua lên và bán xuống, mua lên bán xuống, và một cái khối lượng nó đều đều như vậy, mua lên 10 xong bán xuống 10 như anh Đảm nói, thì như vậy đó là dấu hiệu cá mập á. Tự nó mua tay trái nó bán tay phải, bên tay trái thì nó mua, bên tay phải thì nó bán, và tự nó mua bán cho chính nó thôi. Nó đúng rồi đó, đó là dấu hiệu cá mập, nó tự như vậy đó, để nó làm cho cái khối lượng giao dịch tăng lên. Nhiều khi là anh chị thấy là vào những khung giờ nhất định, nên nhiều khi em thấy là vào những khung giờ nhất định mà tầm chiều chiều là có những loại cổ phiếu là mình thấy mua chừng đó cổ phiếu, ví dụ mua 100 cổ phiếu là lại bán 100 cổ phiếu, rồi mua 100 bán 100, tức là tự nó mua rồi tự nó bán luôn, để là cái mục đích của nó là để cho cái khối lượng giao dịch hàng ngày này tăng lên, khối lượng giao dịch hàng ngày tăng lên, tức là nó đánh lừa cái sàn đó. Để cho người ta bảo là người ta không biết á, người ta nhìn vào người ta thấy là cái cổ phiếu này cũng có người quan tâm nè, cũng có người mua bán trong ngày nè, tức là cũng có giao dịch nè. Chứ cổ phiếu mà không ai mua bán thì cổ phiếu nó thành cổ phiếu rác rồi. Cho nên là đôi khi nó phải làm như vậy để nó tạo những cái gọi là tín hiệu giả ha. Đó. Đúng là vẽ sát cho đóng cửa, vẽ sát cho đóng cửa. Cái volume, cái màu của volume nó không quan trọng nhé. Cái màu của volume này không quan trọng ha. Để chúng ta nhìn cho nó đẹp thôi. Tức là nến màu xanh thì cái cột volume nó màu xanh, nến màu đỏ thì volume nó màu đỏ. Bây giờ chúng ta nhìn cái volume này, chúng ta nhìn cái sự cao, cái mức cao, cái thấp của nó, chứ chúng ta đừng có nhìn cái màu làm gì. Đồng bằng. Thì nó mua nó bán thì nó sẽ bị lỗ rồi. Thứ nhất là nó mất cái phí giao dịch cho sàn, nhưng mà nó bắt buộc phải làm như thế. Nó là tính cả rồi, chứ tự tay mua bán thì thế nào chả lỗ. Nếu mà giỏi phân tích kỹ thuật thì chỉ cần biểu đồ nến thôi, và đường trung bình MA, kháng cự hỗ trợ này, đường trung bình là đường xu hướng, và những cái mô hình nến. Ví dụ như trong trường hợp này chúng ta sẽ có là những cái mô hình là một đáy, hai đáy, mô hình ba đáy này. Còn nhìn về một cái phương diện lớn hơn thì đây chính là một cái mô hình vai đầu vai thật là lớn. Vai này ha, đầu này ha, vai này rất là lớn. Như vậy thì giá nó sẽ giảm rất là mạnh. Đó, cho nên là chúng ta phải biết như vậy. Thêm Fibonacci nữa.
Mô hình nêm rồi đó. XRP nếu như mà nhìn về phân tích kỹ thuật ha, nếu như mà nhìn về phân tích kỹ thuật, cái đồng XRP này mà xét về cái xu hướng tháng, xét về cái xu hướng tháng thì cho thấy là một cái sự giảm giá rất là mạnh, thấy chưa? Một sự giảm giá rất là mạnh, và cái vùng mà nó có thể về nữa là cái vùng dưới đây 0.1918 đô này, hoặc thấp hơn thì có thể là 0.15 đô. Đây, vùng này mà chúng ta nhìn theo biểu đồ tuần đi cho nó nói chung là trực quan hơn, dễ nhìn hơn. Thì về biểu đồ tuần đó, thì anh chị thấy là đây là một cái vùng hỗ trợ này, đây là một vùng kháng cự này. Thì cuối cùng là chúng ta có một cái vùng hỗ trợ rất là đẹp ở ngay tại cái vùng này, ngay vùng đáy này ha. Đây vùng này giá nó rơi đâu đó là tầm là từ 0.25 đô cho tới 0.27 đô đó. Và cái vùng mà hiện tại ngay tại cái đây á, nó đang dao động ngay từ đây này, thì đây cũng chính là một cái vùng hỗ trợ nữa, đây cũng chính là một vùng hỗ trợ. Mà với cái áp lực bán mạnh như thế này á, thì có thể cái vùng hỗ trợ này nó sẽ bị thủng qua và nó đi xuống tiếp, và người ta sẽ mong chờ nó giảm về cái vùng này. À, vùng này qua nữa thì sẽ về vùng này 0.19 đô, 0.19, thậm chí là về luôn 0.15. Không gì là không thể nha anh chị. Trong đầu tư này không gì là không thể. Chúng ta đừng có nghĩ là ở giá giảm rồi, giá thấp rồi, chúng ta đây là chúng ta bắt đáy. Bắt đáy thì ăn nhiều thiệt á. Nhưng mà em không khuyến khích, tại vì rất là nguy hiểm. Nếu như xu hướng còn giảm thì nó sẽ còn xuống tiếp. À, bắt đáy và bắt đỉnh là hai sai lầm nhất của nhà đầu tư nha anh chị. Ví dụ như trong thị trường vàng đi, anh chị mà thấy là những người mà đầu tư vàng, những người mà chơi vàng, những người chơi vàng họ bị cháy tài khoản, họ bị lỗ là cái phần lớn là do bắt đáy với là đu đỉnh, bắt đáy với bắt đỉnh. Cái này liên quan nhiều tới tâm lý anh chị. Thì qua cái bài sau thì em sẽ nói về cái phương pháp mà kiểm soát tâm lý. Cái này liên quan nhiều tâm lý. Anh chị cứ nhớ này, khi mà cái xu hướng nó đang tăng như thế này thì cái việc đầu tiên mà mình nghĩ á, đó là mình chỉ có nghĩ tới việc mua thôi, đừng có nghĩ tới việc bán. Anh chị nhớ như vậy nhá. Còn khi mà anh chị thấy cái đồ thị mà nó giảm như thế này á, đồ thị mà nó giảm liên tục như thế này á, thì cái suy nghĩ trong đầu của anh chị á, suy nghĩ dùm em là một chữ thôi, đó là chữ bán, chứ đừng nghĩ tới chữ mua. Nhiều người em không biết tại sao rất là thích bắt đáy. Và thêm nữa là cũng có những cái bài phân tích tâm lý, những cái bài phân tích tâm lý của những mà nhà là chuyên gia phân tích tâm lý dành cho những nhà đầu tư, thì họ mới rút ra một cái kết luận là những nhà đầu tư phần lớn là rất thích bắt đáy và rất thích là bắt đỉnh. Đây là người ta cũng không hiểu tại sao luôn, mà người ta rất thích bắt đáy và rất thích bắt đỉnh, rất thích như vậy. Thì ở trong cái trường hợp như này nè, nhiều người ha, thấy giá là giảm, đây là một vùng hỗ trợ này. Đây là một vùng hỗ trợ đây là vùng hỗ trợ này. Đây là vùng hỗ trợ này. Thì nhìn như thế này, khi mà giá giảm thì chúng ta sẽ thấy là ba vùng hỗ trợ, 1, 2 và 3. Và những cái người này á, những người bắt đáy thì họ sẽ suy nghĩ như thế này nè. Khi mà giá giảm như thế này, họ nghĩ là giá thấp rồi, giá thấp lắm rồi, thì họ sẽ mua được giá rẻ. Mua thì lúc nào cũng muốn mua giá rẻ cả. Và họ đi vào đây là họ mua. Họ mua nè, ha, càng giảm càng mua.
càng giảm càng mua anh chị. Đó, mua tới chừng nào mà cháy tài khoản thì thôi. Còn trong cái trường hợp mà giá tăng thì họ lại làm ngược lại, giá càng tăng họ lại càng bán, họ chấp nhận, họ chống xu hướng luôn, giá càng tăng họ càng bán. Trong đầu họ nghĩ gì? Trong đầu họ nghĩ là giá tăng rồi thì sẽ giảm thôi. Trong đầu họ nghĩ như vậy đó, giá tăng cao quá rồi thì sẽ giảm thôi. Nhưng mà không biết thế nào là cao, thế nào là thấp cả. Trong cái thị trường này không có đắt và rẻ, không có giá cao rồi hoặc giá thấp rồi. Giá cao như thế nào gọi là cao? Ví dụ như thấy giá vàng ngay tại đây, thấy giá vàng lên tới đây là cái bán, gọi là càng lỗ càng bán. Thấy càng lỗ lại càng bán, gọi là gồng lỗ, càng lỗ càng bán, càng lỗ càng bán. Và nghĩ giá cao rồi sẽ giảm. Trong cái trường hợp này mà họ càng giá càng tăng họ càng mua, cứ giá lên họ càng mua, cứ lên càng mua, cứ lên càng mua, thì như vậy họ đã lãi biết bao nhiêu rồi không? Tại sao lại cứ chống xu hướng như vậy? Tại sao lại giá càng tăng càng bán như vậy? Đó. Mà họ nghĩ là giá cao rồi thì sẽ giảm. Nhưng mà đây mình nhìn về một cái góc độ nhỏ như thế này thì mình thấy là giá cao rồi, thực sự là thấy giá cao rồi. Nhưng mà một cái viễn cảnh lớn hơn thì đây chỉ là mới có một tí thôi, nó còn tăng nữa ha, nó còn tăng nữa đó. Chứ còn nghĩ giá cao rồi là cao nào mà đi vào bán trống xu hướng, cứ càng lên càng bán, càng lên càng bán, trong khi mình mua thì mình đã lãi biết bao nhiêu rồi. Còn trong cái trường hợp bắt đáy cũng như vậy, giá càng giảm lại càng mua, cứ giảm bắt đáy, cứ giảm bắt đáy. Ở trong khi mà mình mua thì mình bán theo xu hướng thì mình đã lãi biết bao nhiêu rồi không? Đó. Thì cái này liên quan nhiều tới tâm lý. Những về cái bài sau thì em sẽ nói về cái cách mà khắc phục những cái tâm lý này. Trong khung ngắn hả? Giá vượt qua kháng cự thì giá giữ bao lâu nên mua? Trong cái khung ngắn hạn, nếu như mà chị chan chay trong cái khung ngắn hạn á, thì chúng ta phải biết á, là cái vùng kháng cự hỗ trợ của khung ngắn hạn nó không có mạnh lắm, nó không có mạnh lắm, nó không có quá nhiều tác dụng lắm. Đó. Và cái khung mà tốt nhất của chúng ta, cái khung mà kháng cự hỗ trợ tốt nhất đó chính là cái khung mà khung ngày và khung tuần. Đó là hai khung hỗ trợ kháng cự rất là tốt. Đó. Còn trong cái khung mà ngắn hạn á, thì ít nhất thì phải được là khung 4 giờ. Chứ khung 1 giờ thì đôi khi nó cũng yếu lắm ha. Giá vượt qua kháng cự thì giá giữ bao lâu nên mua? Thì chúng ta phải biết như vậy ha, trong khung ngắn hạn thì cái vùng kháng cự hỗ trợ nó không quan trọng lắm đâu. Cho nên là cái việc mà phá vỡ kháng cự hỗ trợ của khung 15 phút, khung 30 phút, khung 1 giờ thì phá vỡ kháng cự hỗ trợ nó không có ý nghĩa nhiều lắm. Chúng ta nên nhìn khung ngày. Em lấy ví dụ ha. Em lấy ví dụ trong cái trường hợp này. Ở đây. Ví dụ như đây là một vùng kháng cự của khung ngày. Đây là một vùng kháng cự của khung ngày nha anh chị. Và khi mà giá tăng như thế này, khi giá tăng lên như thế này, lên như thế này, thì khi mà anh chị bật qua khung giờ nhỏ hơn đó, anh chị thấy là đây là một vùng kháng cự của khung là 1 giờ. Đây là một vùng kháng cự của khung 1 giờ, được chưa? Sau rồi á, anh chị thấy là giá nó tăng lên này. Giá nó tăng lên. Rồi nó chạm vùng này. Đúng không? Rồi đi xuống rồi. Rồi nó lại đi lên, nó vượt qua khỏi cái vùng này. Đó, và nó giữ giá như thế này, giữ giá như thế này. Giữ giá như thế này. Thì mình tưởng là nó phá vỡ cái này rồi nó đi lên tiếp. Tuy nhiên là nó chỉ đi lên một xíu thôi, tại vì nó chạm vùng kháng cự của khung ngày ở đây. Rồi sau đó nó sẽ giảm xuống liền ha. Nó sẽ giảm xuống liền. Đó. Hoặc là thậm chí nó vượt luôn cái khung ngày này luôn. Nó vượt, ví dụ như giá đóng cửa của khung ngày là 5 giờ sáng ngày mai là giá đóng cửa. Tuy nhiên buổi tối hôm nay là chúng ta thấy là giá nó tăng vượt qua đây luôn. Đó. Nó vượt qua đây luôn. Đó. Và nó đóng cửa liên tục ở trên đây mấy tiếng đồng hồ. Đó. Tuy nhiên là tới gần 4 giờ sáng ngày mai là bắt đầu là giá nó giảm xuống như này. Giảm xuống như này.
Tại vì giá đóng cửa của những khung giờ nhỏ nó không quan trọng lắm. Và nếu như nhìn về một cái viễn cảnh, chúng ta thấy là giá nó đi lên như này xong đi xuống à, thì khi mà chúng ta chuyển qua khung thời gian ngày thì chúng ta sẽ thấy là cái cây nến nó như thế này đó. Đây chỉ còn là râu nến thôi. Thì cái giá nó vòng lên xong đi xuống lại nữa. Vòng lên đi xuống lại nữa. Cho nên đây có thể là gọi là 7 phân tích kỹ thuật. Hôm qua chúng ta học rồi ha, 7 phân tích kỹ thuật. Rồi, để em trả lời câu hỏi tiếp nhé. Anh Mai Văn Tú sale gồng lỗ à? Sao đúng 1, 2, 7 năm mà mất hết lợi nhuận của 3 tháng trời à? Đừng có gồng lỗ à. Đừng có gồng lỗ. Nói thiệt đó, gồng lỗ là chỉ có thất bại thôi. Đừng có gồng lỗ anh chị. Rút kinh nghiệm nè. Lỗ thì cắt lỗ. Lỗ cắt lỗ ha. Đừng có nuôi. Nuôi làm gì? Ví dụ như ví dụ như này. Nếu ví dụ như ai đầu tư theo xu hướng này à? Đây cái xu hướng giảm nó như thế này. Và cái nến này nó giật lên đúng không? Thì chúng ta có thể là chúng ta mua vào ở đây. Mua vào đây chúng ta đặt stop loss ở đây ha. Stop loss ở đây à, thì à, cái tỷ lệ lãi lỗ chúng ta có thể là để 1, 2, 1, 3 gì đó cho nó dễ hit target ha. À, như vậy thì nếu như mà chúng ta mua ở đây rồi á, mà giá nó không đi lên như những gì chúng ta muốn mà nó đi xuống thì sao? Đi xuống thì nó dính stop loss thì chấp nhận ha, chấp nhận mất. Đừng có gọi là nuôi cái thằng lỗ này mà nó đã đi xuống rồi, nó đi xuống rất là ghê, mình nuôi bao giờ á. Nuôi mà chết à. Ví dụ như trong trường hợp này đi, anh chị nhớ là giá mà nó đi qua một cái vùng hỗ trợ kháng cự thì nó sẽ đi tới những cái vùng hỗ trợ kháng cự tiếp theo. Đây này, ví dụ như trong trường hợp này, trong trường hợp này ha, đây là một vùng hỗ trợ, giá nó như thế này, nó như thế này đó. Ví dụ như anh chị nào mà mua ngay tại đây, mua ngay tại vùng này thì chúng ta đặt stop loss ngay tại đây đúng không đó, để chờ giá tăng lên. Tuy nhiên là giá nó không tăng mà nó giảm thì nó giảm xuống, nó phá cái vùng stop loss của chúng ta. Nếu như chúng ta không đặt stop loss, nếu chúng ta không đặt stop loss và giá nó giảm xuống và chúng ta nghĩ rằng chắc nó sẽ quay đầu lên lại thôi và chúng ta nuôi cái thằng này đó, để là chúng ta có thể là chúng ta mua thêm nữa và chúng ta nuôi cái thằng này, này thì nó sẽ nuôi từ đây nuôi tới đây luôn, nuôi rất là nguy hiểm, ít nhất là nó tới đây này. Cho nên là lỗ thì chấp nhận cắt lỗ, đừng có nuôi. Em hay tưởng tượng là cái lỗ là giống như căn bệnh ung thư ấy anh chị. Căn bệnh ung thư á, mình phải chấp nhận mình phân tích sai và mình cắt lỗ. Cơ hội nó còn nhiều mà mình làm lại. Mắc gì mà phải nuôi nó. Nuôi lỗ giống nuôi ung thư, càng nuôi càng chết. Còn đây nè, ví dụ như chúng ta bán ở đây đi. Chúng ta bán ở đây. Chúng ta tưởng giá tăng rồi chúng ta bán ở đây. Chúng ta đặt stop loss cao hơn cái vùng đỉnh này ngay tại đây. Thì khi mà nó giá nó phá qua được cái vùng đỉnh này nó sẽ đi lên rất là mạnh, chúng ta phải biết như vậy à, nên là giá nó phá qua rồi thì chúng ta chấp nhận là chúng ta cắt lỗ chứ đừng có nuôi. Nuôi lỗ là sai lầm á. Đây liên quan nhiều tới tâm lý sợ thua lỗ. À, Forex là cái sàn Forex, thị trường Forex là thị trường phi tập trung. Volume nó không có cái ý nghĩa gì cả. Mà những nhà đầu tư lớn trên thế giới thì những trader lớn trên thế giới thì họ không dùng volume đâu anh chị cứ yên tâm. Trong Forex thì không cần dùng volume. Ở bên khu phố nhà em có nhà kia đám cưới cho con,
đám cưới cho con họ mời họ hàng về đông họ hát karaoke. Thì bình thường không được như vậy, tuy nhiên là thôi đám cưới họ thôi mình kệ đi. Rồi nhưng à, chị Thủy hỏi gì để mình đọc câu của chị Thủy này. Thường thị trường sẽ dao động rất lớn, thậm chí trong một ngày như vừa rồi, nếu không đủ vốn thì bị cháy. Nên mình quản trị vốn tốt thì sao bị cháy được chị? Quản trị vốn tốt sao bị cháy được? Em lấy ví dụ nha. Em lấy ví dụ như mình mua trong chỗ này đúng không? Mình đặt stop loss đây nè. Thì giá nó giảm, nếu mà mình đang chơi đúng không? Trường hợp bán giảm từ đây xuống đây là cùng lắm là mình lỗ 2-3% tài khoản thôi. Mình lỗ 2-3% tài khoản thôi. Chứ mình lỗ gì cho nhiều đâu mà mình mất. Ví dụ như cái này cái tỷ lệ lãi lỗ này. Qua cái phần mà về quản trị vốn thì em sẽ nói cụ thể hơn về cái này. Đây là cái tỷ lệ lãi lỗ. Nếu mà mất thì chúng ta sẽ mất là 3%. Mất 3% thôi. Đây là 3% này. Còn lãi thì chúng ta sẽ lãi đâu đó là tầm 6%. À, chúng ta đạt tỷ lệ 1-2. Đó là như vậy ha. Đúng rồi, mình phải quản trị vốn tốt. Thì cái này, cái phần quản trị vốn này em dành nguyên một cái bài học để em nói về luôn mà. Dành nguyên một cái bài để em nói về quản trị vốn luôn. Tại vì nó rất là quan trọng ha. Phần lớn mà đầu tư thua lỗ là do không biết quản trị vốn đó. Rồi. À, cái việc mà đặt stop loss như thế nào cho thông minh ấy, thì qua cái bài quản trị vốn và quản kiểm soát rủi ro thì em nói luôn đấy. Anh chị cứ yên tâm. Mình đặt stop loss sao cho nó rất là khó bị phá stop loss của mình. Chứ mình đôi khi là anh chị phân tích đúng rồi, tức là thị trường nó sẽ đi xuống đó. Nhưng mà nó quay lên một chút rồi nó phá stop loss của mình thì sau đó nó lại đi xuống ha. Mình rất là cay. Như vậy rất là cay ha. Rồi phần này ok chưa, để em đi vào bài học ngày hôm nay. Anh chị ok chưa, chắc lên bài ra ok rồi, chúng ta đi vào bài học ha. Thôi anh chị là cứ đi từ từ thôi. Em thấy là những ai mà mới đầu mà cứ hổ báo mà cứ đi cho nhanh á, cứ ham đi nhanh là thế nào cũng té sắp mặt thôi. Cho nên là chúng ta cứ đi từ từ, đi chậm mà chắc, từng bước thôi. Mà chúng ta đi chậm mà chúng ta bị té thì chúng ta vẫn biết là chúng ta té vì sao. Ví dụ như em cũng nói là nhiều người đầu tư cũng như em ngày xưa đó. À giờ thì em hết rồi. Tức là bây giờ anh chị đầu tư lỗ thì anh chị nên đi lại cho nó đúng cái cách của mình. Trong một tuần đó, thì cố gắng là giao dịch ít thôi. Tầm 5-6 lệnh thôi là được rồi trong một tuần. Một tháng là rơi đâu đó tầm 20-30 kèo thôi là được rồi. Đó. Tính ra chúng ta sẽ có cái thời gian để chúng ta nhìn lại những cái giao dịch của mình. Nhìn lại cái quá trình phân tích của mình để mình biết là mình sai ở đâu. Mình còn khắc phục chứ. Chứ còn mình đi nhanh đi vội, mình giao dịch quá nhiều, một tháng mình giao dịch cả trăm lệ đó. Có người một ngày là trade mấy chục lệ rồi. Như vậy thì mình không có thời gian mà để mình ngồi mình coi lại tất cả những giao dịch đó. Rất là khó. Và chúng ta không tiến bộ được. Chúng ta phải có thời gian nhìn lại mình thì chúng ta mới tiến bộ được. Thì tạm thời thì anh chị cứ từ từ ngưng giao dịch lại và chúng ta tập trung, chúng ta nghiên cứu học tập cho kỹ rồi chúng ta mới tiếp tục giao dịch. Thì bài ngày hôm nay chúng ta sẽ học về là lý thuyết Dow ha. Đó. Thì buổi hôm nay, buổi ngày mai
và buổi ngày mốt, thậm chí là có thể thêm là lánh thêm một xíu của buổi số 5 nữa, là chúng ta học về lý thuyết Dow và lý thuyết sóng Elliott. Hai lý thuyết này rất là quan trọng. Chúng ta không thể thiếu được hai lý thuyết này, nhất là lý thuyết Dow, quan trọng cực kỳ luôn á. Tại sao em lại nói lý thuyết Dow quan trọng? Tại vì Dow là cái người đầu tiên sáng lập ra cái trường phái phân tích kỹ thuật. Đó. Trước đó thì cũng có, nhưng mà cái người mà khởi xướng đầu tiên về phân tích kỹ thuật và phân tích tâm lý thị trường đó là Charlie Dow. Cũng có thể xem như đây là ông tổ của nghề đầu tư, nghề trade, ông tổ của nghề trade. Nếu một ai mà đầu tư lâu năm rồi, anh chị hỏi họ là đầu tư bao lâu rồi mà họ nói là đầu tư tầm 5 năm rồi, 7 năm rồi, mà mình hỏi lý thuyết Dow là gì mà người ta không biết, thì coi như là người ta chưa biết gì về đầu tư cho nhiều nhiều lắm. Thật đấy, em nói thật, lý thuyết Dow quan trọng. Nếu mà không biết lý thuyết Dow thì chưa phải là một nhà đầu tư. Thì tổng quan về lý thuyết Dow, thì ở đây thì được phát triển bởi Charlie Dow. Ông sinh năm 1851, mất năm 1902 thì cũng là hơn 100 năm rồi. Ông phát minh ra cái tờ báo Wall Street và người khởi xướng là cái trường phái phân tích kỹ thuật. Thì về sau thì người ta cũng chủ yếu dùng cái lý thuyết này để phân tích thêm là tâm lý thị trường nữa. Thì về cái nội dung chính của lý thuyết Dow này, nó bao gồm 6 cái lý thuyết chính, hay còn gọi là 6 mệnh đề. Và đây là 6 cái rất là quan trọng. Đầu tiên là lý thuyết về xu hướng. Em cũng có nói về xu hướng rất là nhiều trên kênh YouTube rồi. Tuy nhiên hôm nay em sẽ đi vào chuyên sâu hơn, đào thật là sâu để anh chị hiểu thật là rõ. Và cái bí mật của thành công trong đầu tư nó không nằm ở đâu cả. Có thể anh chị bắt gặp đâu đó một vài cái thứ nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà nó sẽ quyết định rất là lớn tới cái quá trình đầu tư của anh chị. Ví dụ như chúng ta học 10 buổi, tuy nhiên có thể một vài anh chị nắm chắc được cái lý thuyết xu hướng này là anh chị đã thành công rồi. Em nói thật, không cần phải học thêm nữa. Lý thuyết số 2 là lý thuyết 3 giai đoạn này. Nhất là những anh chị mà đầu tư bất động sản hay là đầu tư chứng khoán, cổ phiếu hoặc Bitcoin thì lý thuyết này siêu quan trọng luôn. Còn trong trade forex thì cũng quan trọng không kém. Anh chị có thể là tìm thấy cái công thức mà đầu tư thành công trong bất cứ một cái slide nào, có thể là slide đầu tiên hay là slide cuối cùng, hay là trong những cái mà em phân tích, em nói hồi nãy. Thứ ba là lý thuyết tương quan. Cái lý thuyết này cũng khá là quan trọng để cho chúng ta tìm được những cái kèo đầu tốt. Áp dụng lý thuyết này chuẩn thì chúng ta sẽ tìm được những cái kèo rất là tốt. Rồi lý thuyết số 4, lý thuyết số 4 đó là lý thuyết về giá cả. Lý thuyết về giá cả. Lý thuyết số 5 là về khối lượng giao dịch. Và lý thuyết số 6 là hầu như là một trong những lý thuyết quan trọng nhất, là lý thuyết xu hướng đảo chiều. Lý thuyết xu hướng đảo chiều. Thì ở đây, một là chúng ta sẽ đi vào lý thuyết xu hướng. Thì Dow nói qua cái quá trình phân tích của ông, thì ông thấy rằng thị trường tài chính nó tồn tại bao nhiêu năm, hàng trăm năm. Tuy nhiên trong một cái thị trường tài chính ở một thời điểm thì nó luôn luôn có ba xu hướng. Một là xu hướng chính, hai là xu hướng thứ cấp, và thứ ba là những xu hướng dịch chuyển nhỏ. Đây, thì cái xu hướng chính trong cái giai đoạn này thì nó được thể hiện bằng cái con đường màu đỏ này, con đường lớn màu đỏ này. Còn xu hướng mà thứ cấp thì nó thể hiện bằng cái con đường màu xanh. Thì trong cái xu hướng chính này nó sẽ có những cái xu hướng thứ cấp như thế này. Và trong cái xu hướng thứ cấp lại có thêm những cái xu hướng gọi là xu hướng dịch chuyển nhỏ nữa. Thì em hỏi anh chị nhé, thì theo anh chị thì ba cái xu hướng này, xu hướng nào là quan trọng nhất? Anh chị thử trả lời thì xem. Màu xanh hay màu đỏ hay màu đen? Màu xanh hay màu đỏ hay màu đen? Đỏ, đỏ, đúng không? Rồi, ok. Là để em hỏi câu thứ hai.
Để em hỏi câu thứ hai á. Theo anh chị thì trong ba cái xu hướng này, xu hướng nào là xu hướng kiếm tiền được, xu hướng nào là chủ yếu chúng ta dùng để kiếm tiền? Đen xanh đỏ, đen xanh là nhiều, đỏ cũng có. Rồi ok, rồi anh Hiệp trả lời cái câu cuối, anh Hiệp trả lời câu cuối là đúng, là cả ba ha, cả ba. Thì ở trong trường hợp này, thì chúng ta cần lưu ý đó là cái xu hướng màu đỏ là cái thằng quan trọng nhất, cái thằng màu đỏ chính là cái thằng quan trọng nhất. Khi mà bước chân vào thị trường thì bằng mọi cách anh chị hãy tìm giùm em là cái thằng màu đỏ là thằng nào, thằng màu đỏ nó đang đi lên hay đi xuống. Đó là đã thành công là hơn 50% rồi đó. Em nói thật đó, cái thằng màu đỏ là cái thằng quan trọng nhất. Và tiếp theo là cái thằng màu xanh, cực kỳ quan trọng, không kém mà. Đó. Thì sau đó thì chúng ta train ngắn hạn thì chúng ta mới nhìn tới cái thằng màu đen này thôi. Còn không thì chúng ta không khỏi cần nhìn những cái gì mà vụn vặt, nhỏ, những thứ đập nham thì chúng ta bỏ qua cũng được ha. Đó là những cái triết lý trong cuộc sống, chúng ta nên tập trung vào những cái mảng lớn lớn, nhất là thằng màu đỏ, thứ hai là thằng màu xanh. Còn kiếm tiền được trong thằng nào thì ba thằng này đều dùng để kiếm tiền được. Đó. Thì ở đây ví dụ như mà trong cái thị trường đầu tư, ví dụ như trong thị trường đầu tư Bitcoin đi ha, trong thị trường đầu tư Bitcoin, Bitcoin ngay tại cái thời điểm này là 20.000 đô. Đó. Và nhiều người báo rằng, nhiều người nói rằng, ví dụ như Bitcoin ha. Đây. Bitcoin này. Cái giai đoạn mà nó 20.000 đô như thế này. Thì nhiều người có thể dự đoán được rằng theo Fibonacci thôi, dự đoán theo Fibonacci thôi anh chị, là giá nó có thể về là tầm là 6.000, thậm chí là 3.000. Theo Fibonacci thôi, dễ thôi mà. Fibonacci 0.618 thì nó sẽ về là cái vùng là 6.000-7.000, mà Fibonacci 0.786 thì nó về cái vùng là 4.000 mấy này. Thì nó tăng thì nó sẽ hồi, mà khi mà đo sóng hồi thì chúng ta sẽ dùng Fibonacci. Đơn giản như vậy thôi. Thì khi đó, cái giai đoạn của thị trường nó sẽ như thế này. Thị trường luôn có ba giai đoạn này. Thị trường luôn luôn là có cái xu hướng này. Thì bên đây là xu hướng chính của nó, con đường màu đỏ này, con đường màu đỏ trong cái sườn bên đây chính là con đường tăng. Còn cái con đường màu đỏ bên đây thì lại là con đường giảm. Đó. Chúng ta lưu ý nha. Thì khi mà người ta bảo là biết từ 20.000 mà về tới cái vùng là 3.000 á, thì nếu mà chúng ta nói, nếu mà chúng ta nói rằng nếu như mà nó về 3.000 thì chúng ta chờ nó về 3.000 rồi chúng ta mua. Và nếu như chúng ta nói như vậy thì chúng ta sẽ bỏ lỡ rất là nhiều cơ hội. Chúng ta sẽ bỏ lỡ rất là nhiều cơ hội. Tại vì cái xu hướng chính là cái xu hướng giảm. Tuy nhiên trong cái xu hướng chính thì nó vẫn còn những cái xu hướng khác, đó là xu hướng thứ cấp nữa. Xu hướng thứ cấp là cái thằng màu xanh. Đây. Đây, xuống này ha. Và đi lên này. Đó, và đi xuống này, và đi lên, và đi xuống và đi lên. Thì cái thằng màu xanh này nếu như mà chúng ta chơi thì chúng ta vẫn lãi là mấy chục phần trăm như thường ha. Chơi exchange thôi, không cần chơi margin. Đó, vẫn lãi mấy chục phần trăm như thường. Đó là cái xu hướng thứ cấp. Đó là thứ nhất ha. Thứ nhất đó là chúng ta biết rằng trong thị trường luôn luôn có cái xu hướng thứ cấp để cho chúng ta cơ hội, mặc dù xu hướng chính là xu hướng giảm. Đó là thứ nhất. Thứ hai đó là cái xu hướng thứ cấp này nè, nó giống như là cái làn đường xe chạy đây này. Cái làn đường xe chạy của chúng ta là con đường đỏ này, là đường một chiều này. Đường đỏ, đường một chiều, cái đường đang xuống như thế này thì mọi thứ nó sẽ đi xuống. Mọi thứ nó sẽ đi xuống. Thì cái con đường mà nó đi lên lại như này là những cái thằng giá nó đi lên này. Anh chị cứ để ý những cái thằng màu xanh này là em cho là một người đi ngược xu hướng đi. Là những người này đi ngược xu hướng. Thì họ tới khi mà họ nhận thấy rằng họ đã đi ngược xu hướng rồi, tức là họ đi vào cái con đường một chiều rồi.
thì thế nào họ cũng quay đầu để họ thuận theo cái xu hướng chính, tức là những cái thằng xu hướng thứ cấp tới một lúc nào đó nó sẽ quay đầu để nó thuận theo cái xu hướng chính này. Đó, nó luôn luôn như vậy. Và cái khi mà cái xu hướng chính này nó bị phá vỡ rồi và giá nó xác nhận cửa liên tục trên đây rồi thì nó sẽ kết thúc cái xu hướng chính này và nó sẽ tạo thành một cái xu hướng chính mới. Đó là đây. Đó là đây. Thì thị trường nó cứ như vậy thôi, lên xuống lên. Và trong cái xu hướng chính này nó cũng lại luôn luôn có những cái xu hướng thứ cấp nhỏ như này, mặc dù lên nhưng nó vẫn xuống này. Xuống lại lên. Đó. Thì mà để mà biết được là khi nào mà một cái xu hướng chính nó bị kết thúc thì anh chị hãy cố gắng anh chị vẽ ra những cái đường trend. Những cái đường trend mà nó quá dốc đứng, anh chị lưu ý nè, những cái đường trend mà nó quá dốc đứng như thế này. Đó, dốc đứng như thế này thì con đường trend này nó không mạnh, nó không mạnh nha. Chỉ những con đường trend mà nó nằm ngang và nằm xiên mà ít nhất cũng được góc mà là 45 độ và thì nó sẽ là con đường mạnh hơn. Ví dụ con đường trend này sẽ mạnh hơn nhiều so với cái con đường này. So với con đường này, cái con đường này này, khi mà giá nó bị vượt qua rồi thì cũng không có nghĩa là uptrend, không có nghĩa là giá sẽ tăng mạnh, mà cái con đường ngang này vượt qua thì giá có thể sẽ tăng mạnh. Con đường ngang này nó sẽ mạnh hơn con đường dọc đứng này. Đó. Rồi khi mà những thời gian vừa trước này, thời gian trước là khi mà chúng ta kể những cái con đường trend này, anh chị lưu ý là kể đường trend thì chúng ta kể những cái giá đóng cửa nhé, sát giá đóng cửa càng sát càng tốt. Hả? Hả? Thì khi mà chúng ta thấy một cái nến nó đi mạnh như thế này và nó phá qua đường trend như thế này và đóng cửa liên tục như thế này thì thằng này đã bị phá vỡ rồi nhé. Và khi mà nó tăng lên như thế này thôi, chỉ cần nó tăng lên như thế này thôi là chúng ta đã biết là cái con đường màu đỏ này đã bị phá vỡ rồi. Và lúc đó con đường màu đỏ nó sẽ hình thành như thế này. Đó. Đó là để nhìn nhận sơ về cái là lý thuyết xu hướng. Đối với những anh chị nào mà chơi Forex, đối với những anh chị chơi Forex, ví dụ như em lấy cái cặp nào, Euro USD đi ha. Euro USD. Những anh chị chơi Forex ha, để cũng dùng ngày đi ha. Này. Thì rõ ràng á, chúng ta thấy, chúng ta thấy rất là rõ ràng cái xu hướng bên đây á, là xu hướng tăng đó, đúng không? Còn cái sườn bên đây á, thì lại là cái sườn giảm thôi, lại là cái sườn giảm đó. Vậy thì em hỏi anh chị nhé, em hỏi anh chị này. Có bao giờ mà anh chị đi vào cái đồng Euro USD này anh chị chơi, mặc dù anh chị thấy rõ là cái xu hướng nó đang giảm như thế này rồi, thấy rất là rõ xu hướng đang giảm, đúng không? Thấy rõ cái xu hướng đang giảm và chúng ta đi vào chúng ta bán. Em lấy ví dụ như là anh chị thấy cái xu hướng nó đang giảm như này, đang giảm như này, thì anh chị đi vào đây anh chị bán, anh chị nghĩ là cái xu hướng đang giảm, chúng ta bán là hợp lý quá rồi, đúng không? Mọi tín hiệu phân tích kỹ thuật đều cho thấy cái xu hướng giảm, chúng ta bán là quá hợp lý rồi. Nhưng mà khi mà chúng ta vừa đặt lệnh bán xong thì giá nó tăng lên lắm, tăng lên phá stop loss của mình, sau đó nó lại giảm và nó còn giảm mạnh nữa chứ không phải là giảm nhẹ đâu. Có anh chị nào bị như vậy chưa? Có đúng không? Ok. Thường xuyên. Rồi ok ạ. Không chỉ trong Forex đâu ha, không chỉ trong Forex. Rồi, ngược lại ha. Giá tăng. Đó, và chúng ta thấy là giá tăng rất là đẹp, giá tăng rất là đẹp. Và chúng ta đi về trên cái mua ở đây. Mua xong chúng ta đặt stop loss. Và chúng ta vừa mới mua xong luôn. Bắt đầu nó giảm xuống, giảm. Cái nó dính stop loss xong nó tăng lên và còn tăng mạnh nữa, và chúng ta đã bị loại ra khỏi cuộc chơi rồi ha. Chúng ta đã bị loại ra khỏi cuộc chơi ngay tại cái khúc này. Cũng có đúng không? Mua cũng bị mà bán cũng bị, đúng không? Đó là rất cay, rất cay anh chị.
Lúc đó là chúng ta nghi ngờ à, không biết là cái tụi sàn này nó có chơi chiêu, nó phá stop loss của mình không đó. Đó, chúng ta nghi ngờ như vậy. Nhưng không phải anh chị, không phải à. Sàn nó không có phá stop loss gì đâu, trừ phi những cái sàn như giao dịch Bitcoin này, sàn giao dịch Bitcoin, sàn giao dịch chứng khoán, những cái đồng coin nhỏ thì nó bị phá vỡ rất là dễ. Tuy nhiên trong thị trường Forex, anh chị đầu tư vàng hoặc anh chị chơi dầu vàng gì đó, nói chung những cái thị trường quốc tế như cà phê này nọ thì không bị đâu. Sẽ không bao giờ có cái chuyện là phá của nó chơi chiêu, nó phá stop loss của mình để nó đi lên lại, không có. Mà đó là do chúng ta chưa hiểu cái cách vận hành của thị trường. Chưa hiểu cách vận hành của thị trường đó. Thì trong cái trường hợp này, cái xu hướng chính của chúng ta rất rõ ràng. Đây, đỏ nè. Nhưng mà chúng ta quên rằng nó còn những thằng xanh nữa. Chúng ta quên rằng nó còn những thằng xanh. Mà những thằng xanh chính là những cái thằng mà đi phá stop loss đó. Chúng ta quên những thằng này. Thì khi mà chúng ta thấy là trong cái trường hợp này thì khi mà chúng ta thấy cái thằng xanh nó đi lên như thế này thì liệu chúng ta có mua hay không? Thì nếu như mà anh chị chuẩn là anh chị không mua nha anh chị. Anh chị không mua. Nhớ nhá. Không mua. Vậy chúng ta mua khi nào anh chị? Chúng ta mua ở đây nè. Vì sao? Ở trong cái trường hợp này. Đây. Đây là cái con đường màu xanh và cái xu hướng chính là đang tăng đúng không? Em kể cái trend này anh chị thấy rõ không? Này, một đáy này ha, hai đáy, ba đáy, bốn đáy ha. Anh chị thấy rõ không ạ? Một đáy này, hai này ha, ba này, bốn đáy này và nó tạo thành một con đường trend như thế này, đường uptrend. Giá tăng. Thì khi mà cái con đường uptrend này nó bị phá vỡ qua và nó đóng cửa dưới đây rồi thì con đường màu xanh này coi như đã bị loại khỏi cuộc chơi ha. Và con đường của chúng ta bây giờ là con đường đi xuống. Cái lúc này nếu như ngay tại đây, nếu như giá giảm như thế này mà chúng ta bay vào đây chúng ta bắt đáy là rất ngu si ha. Rất sai lầm. Tuy nhiên bên đây thì lại khác nha. Con đường của chúng ta lúc này là đang là con đường lên. Con đường lên như thế này. Đó. Thì khi mà giá nó đi lên đây rồi, thứ cấp này, thứ cấp đi lên này, thứ cấp đi xuống này. Đó. Cái lúc mà chúng ta bắt đáy ở đây thì không có sai lầm. Bắt đáy ở đây á thì có nghĩa là chúng ta sẽ chờ cho cái xu hướng thứ cấp này, cái xu hướng giảm nhỏ này, chúng ta có thể vượt qua những khung thời gian nhỏ hơn. Ví dụ như 4 giờ, 1 giờ. Chúng ta thấy rất là rõ, cái xu hướng này bị phá vỡ rồi. Thì lúc đó giá nó tăng ngược lên lại. Thì chúng ta cái điểm chúng ta mua vào rất đẹp, đó chính là ở đây. Stop loss thì luôn luôn đặt dưới này. Là chúng ta sẽ có một trade tốt. Đó. Còn không nên mua tại đây. Trong trường hợp này là nếu như mà chúng ta thấy là cái xu hướng đang giảm này mà chúng ta bán ra thì cũng rất là sai lầm nhé. Nên ngày hôm qua anh chị nào đó hỏi em, anh chị nào em quên rồi, mà hỏi là giá Bitcoin hiện tại là đang tăng. Giá Bitcoin như thế này, cái xu hướng lớn của chúng ta bây giờ là đang tăng rồi đúng không? Và hiện tại nó đang giảm này, thì liệu chúng ta có bán ra ở đây để chúng ta ăn cái con sóng giảm này không? Khả năng nó giảm rất là cao, đó là nó sẽ về cái vùng trend. Khả năng rất là cao nó sẽ về vùng trend, tức là nó về lên này. Nó sẽ về tới đây. Vậy liệu chúng ta có thể bán ra ở đây
chúng ta đặt stop loss ở đây để chúng ta ăn cái con sóng này không? Thì câu trả lời là không, tuyệt đối không. Nghe anh chị, câu trả lời là tuyệt đối không. Đó, bởi vì chúng ta không ăn sóng hồi. Vì chúng ta không ăn sóng hồi á, vì chúng ta căn bản là chúng ta sẽ không biết là nó sẽ hồi về đâu cả. Nó hồi, sóng hồi thì nó có thể hồi ít hoặc hồi nhiều. Nó hồi nhiều mà chúng ta ăn sóng hồi thì còn ngon, chứ hồi ít mà chúng ta muốn ăn sóng hồi thì rất là nguy hiểm. Cho nên để mà thành công trong đầu tư thì chúng ta nên nhớ là cái thị trường nó luôn luôn vận động như vậy. Thị trường nó luôn luôn vận động và nó luôn luôn lên xuống như vậy. Và mọi thứ, mặc dù chúng ta nhìn vào cái khung giờ 5 phút, khung giờ 15 phút, chúng ta thấy là mọi thứ nó rất là rối ren. Chúng ta không biết là hiện tại giá nó sẽ tăng hay giảm cả. Thực sự chúng ta sẽ không biết nếu như chúng ta nhìn vô khung thời gian nhỏ quá, 15 phút, 5 phút, rất là phức tạp. Tuy nhiên mà nhìn về một cái bức tranh lớn hơn, ví dụ như đồng euro USD, nhìn về một cái bức tranh lớn hơn thì chúng ta sẽ nhìn thấy rất là rõ là cái thằng chủ đạo, thằng lớn hiện tại nó đang giảm. Và những nhà đầu tư lớn, như cái bài Quá Mập ngày hôm qua, những nhà đầu tư lớn đang nhìn vào cái đồng euro USD này và họ chỉ nhìn vào cái hướng họ muốn bán thôi. Họ muốn bán. Giờ chưa kể là đây chính là một cái vùng kháng cự. Đây chính là một vùng kháng cự. Đây. Đó. Thì thời gian vừa qua thì giá nó tăng. Giá nó tăng tới cái vùng kháng cự này và nó bắt đầu là quay đầu xuống, nó bán xuống nữa đây này. Đó. Thì những cái người mà họ bán đang ngay tại cái vùng này, họ sẽ chưa vội đóng lệnh đâu. Họ chưa vội đóng lệnh đâu, mà họ sẽ chờ cho giá về tới cái vùng dưới này họ mới đóng lệnh. Đây, chờ giá giảm như này. Cho nên nhìn trong một cái bức tranh lớn thì chúng ta sẽ thấy rằng giá sẽ giảm. Và cái nhiệm vụ của chúng ta, nếu như mà chúng ta nhìn vào đây, chúng ta nói vậy thì giá giảm, đúng không? Ai trade đồng euro USD nữa, đúng không? Vậy thì giá giảm. Đó. Vậy thì mình vào mình bán ngay tại đây. Anh chỉ thấy nguy hiểm không? Mình bán ngay tại đây thì giá nó tăng, vừa bán xong giá nó tăng lên luôn, nó phá stop loss của mình. Đó. Cho nên là chúng ta sẽ xử lý vấn đề này như thế nào? Ở đâu có câu hỏi chúng ta đặt ra như thế? Đó là chúng ta sẽ chờ. Chúng ta sẽ chờ cho giá nó hồi về, xong rồi chúng ta mới bán. Chúng ta sẽ chờ cho giá hồi về, xong rồi chúng ta mới bán. Giá tăng này không bao giờ nó tăng mãi cả. Giống như là anh chị mà đi mua bất động sản mà giá tăng ảo quá thì anh chị không thể mua được, đúng không? Mặc dù chúng ta thấy là bất động sản là tốt, anh chị đồng ý với em, bất động sản là tốt, chúng ta sẽ mua bất động sản. Tuy nhiên bất động sản giá nó cao như thế này rồi thì chúng ta sẽ không mua. Bất động sản giá cao như này, bong bóng như này mà mua làm gì? Và chúng ta sẽ chờ cho giá nó giảm rồi chúng ta mua. Thì trong cái thị trường đầu tư này nó cũng y như vậy, không khác cái gì cả. Chúng ta muốn bán khống, chúng ta muốn bán khống, tất nhiên là cái xu hướng giảm rồi, và bán lúc nào cũng ăn tiền hơn là mua rồi. Xu hướng giảm chúng ta sẽ bán, nhưng mà cái giá này không có thơm lắm. Chúng ta sẽ không bán ở đây, chúng ta sẽ chờ giá nó tăng lên lại để chúng ta bán được giá cao. Bán thì lúc nào cũng muốn bán giá cao, chúng ta sẽ chờ giá tăng lên rồi chúng ta bán giá cao. Còn trong cái trường hợp mà xuống tăng thì chúng ta thấy là chúng ta muốn mua, tuy nhiên tất nhiên là chúng ta sẽ không mua giá cao này thôi. Chúng ta sẽ chờ cái giá nó giảm xuống thấp hơn rồi chúng ta mua. Đó, cái hay lợi chỗ đó. Chúng ta sẽ chờ giá giảm thấp rồi chúng ta mua. Thì cái điểm này là những điểm chúng ta mua. Khi mà giá nó giảm xuống rồi và bắt đầu quay đầu lên lại để nó thuận theo cái xu hướng lớn này thì khi đó chúng ta mua. Còn trong cái trường hợp mà xu hướng giảm, chúng ta muốn bán nhưng mà giá thấp quá chúng ta không bán. Bán thì chỉ muốn bán giá cao thôi. Cho nên tất cả những gì chúng ta cần bây giờ là chúng ta chờ cho giá nó tăng lên lại. Và nó có dấu hiệu là nó quay đầu xuống như thế này thì ngay cái điểm này chính là cái điểm mà chúng ta bán ra.
chúng ta sẽ vừa bán được giá cao, vừa thuận theo xu hướng lớn, mà vừa không có chống lại cái xu hướng nhỏ. Không chống lại xu hướng nhỏ, thằng xu hướng nhỏ rất là nguy hiểm, nó phá stop loss. Thứ hai là chúng ta thuận theo xu hướng, và thứ ba là chúng ta lại bán được giá cao trong cái trường hợp mua cũng như thế. Đó. Nó là như vậy. Không nên đặt lệnh limit nhé, không nên đặt lệnh limit. Trừ khi mà anh chị đầu tư lâu rồi ấy. Anh chị đầu tư lâu rồi thì anh chị dùng limit thôi. Chứ còn anh chị mới thì hạn chế đặt lệnh limit thôi. Thì tất cả đều thuận theo xu hướng thôi anh chị. Tất cả đều thuận theo xu hướng thôi. Này, trong cái trường hợp cái đồng euro USD này, thì cái xu hướng lớn của nó là xu hướng giảm rồi đúng không? Vậy cái thằng này là thứ cấp này. Thứ cấp này không? Lên này. Thứ cấp này. Lên này. Đó. Thứ cấp này. Lên. Lên như thế này. Lên như thế này. Thì khi mà chúng ta tất cả những gì chúng ta cần đó, đó là chờ giá tăng xong rồi chúng ta bán. Ví dụ như chúng ta đặt lệnh limit đó, thì cũng rất là nguy hiểm. Tại vì có thể là một cái lực mua, ví dụ như chúng ta đặt lệnh limit ở đây, sell limit ở đây, cái nến Maribosu nó đẩy mạnh như thế này, có thể nó bay lên luôn hơn, nó tăng lên luôn, rất là nguy hiểm. Cho nên chúng ta hạn chế dùng lệnh limit chúng ta hạn chế dùng lệnh limit khi mà chúng ta chưa vững đó. Thì em cũng dùng nhiều lệnh limit đó. Ở những cái vùng giá mà em thực sự là chắc chắn mà em đi ra ngoài thì em đặt lệnh limit. Còn anh chị mà chưa thì từ từ nhé. Thì tức là khi mà đây này, giá tăng đúng không, giá giảm này, tăng này, giảm này, thì cái lúc giảm này tất cả những gì chúng ta cần làm là chúng ta chờ cho cái sóng hồi nó kết thúc, thì khi đó chúng ta mới bắt đầu mua vào. Đó. Tuy nhiên nếu như mà chúng ta mua ngay tại đây á, thì chúng ta đang chống cái xu hướng giảm này, chúng ta đang chống cái xu hướng, chúng ta đang bắt đáy. Đó. Cho nên chúng ta hãy chờ khi mà những ngay cái vùng mà nó quay lên lại này, những cái tín hiệu phân tích kỹ thuật đó mà em chia sẻ trên kênh là nó đồng pha, tức là những cái tín hiệu mà em phân tích trên kênh là nó cho thấy dấu hiệu tăng. Đó, và thêm nữa là anh chị thấy là ở dưới đây nếu như có cái vùng hỗ trợ nào đó thì rất là tốt. Thì rất là tốt, thì đó chính là cái lúc mà chúng ta mua vào. Còn khi mà chúng ta thấy giá nó giảm mạnh như thế này, giá nó giảm mạnh như thế này mà không, những cái tín hiệu phân tích kỹ thuật là cho thấy là không có gì tăng cả, không có gì tăng lên cả, giảm rất là mạnh, nến vẫn đỏ rất là mạnh đó. Thì nó có thể đi qua đây mà đi xuống luôn đó. Đi xuống luôn, và cái xu hướng này nó bị phá vỡ. Như cái trường hợp này, những cái trường hợp này em kể bên đây này. Đấy. Mặc dù giá nó đi xuống mà nó chạm cái đường này, tuy nhiên nó đi xuống rất là mạnh. Cho nên là chúng ta không có dùng lệnh limit gì cả, mà chúng ta chờ coi ngay tại cái vùng này giá nó có thực sự là nó phá vỡ cái xu hướng nhỏ này chưa. Thì khi mà để mà chắc ăn hơn thì anh chị hãy zoom to cái thằng này ra này. Zoom to cái thằng này ra. Cái thằng màu vàng này. Thì trong cái thằng này anh chị bạn nhỏ khung thời gian ra. Đây chính là một thằng xu hướng. Đây chính là một thằng xu hướng. Và chúng ta mua khi nào? Chúng ta mua khi cái xu hướng giảm này nè, cái xu hướng giảm nhỏ này nè, nó bị phá vỡ rồi. Nó bị phá vỡ rồi mà nó quay đầu. Phá vỡ có nghĩa là gì? Phá vỡ có nghĩa là giá đóng cửa của nó, đóng cửa trên và nó giữ nến vài phiên sau đó. Ví dụ như thằng này gọi là phá vỡ đấy. Giá đóng cửa của nó đóng ở dưới và vài phiên sau nó giữ giá ở dưới đây. Thì đây chính là cái lúc mà chúng ta nên bán ra đây. Và nó là như vậy. Và trường hợp bán thì tương tự hơn.
Còn cái đồng Euro USD này, anh chị thấy không? Cái xu hướng lớn là đang giảm. Xu hướng nhỏ này giảm này, thứ cấp giảm là ngon rồi này. Những cái thằng thứ cấp nào mà nó trùng chiều với cái thằng đỏ này này là ngon, là ngon. Chúng ta nên ăn những cái thằng thứ cấp mà nó trùng chiều với cái thằng thằng T này này. Đó. Còn cái thằng thứ cấp nào mà ngược hướng với cái thằng đỏ này thì chúng ta không có ăn. Chúng ta sẽ chờ nó thúc rồi chúng ta ăn. À, anh chị ok không? Nha. Ví dụ như ở đây cũng có một thằng thứ cấp này, màu xanh nó đi lên này. Tuy nhiên cái thằng đi lên này á, nếu như mà anh chị mà chưa có trade vững thì anh chị ăn cái thằng này rất là nguy hiểm. À, ăn thằng này rất là nguy hiểm. Tại vì chúng ta đang đi ngược xu hướng lớn. Mà chúng ta nên ăn thằng đỏ này này. Tại vì nhìn toàn cảnh á, thì cái thằng chủ đạo đang là thằng đỏ. Chúng ta ăn thằng đỏ thôi. Thằng đỏ này chúng ta ăn, thằng đỏ chúng ta ăn. Thằng đỏ này chúng ta ăn. Còn chúng ta ăn những thằng xanh thì rất là nguy hiểm. Ăn thằng xanh thì thằng xanh là dài như thế này thì chúng ta còn ăn được. Chứ thằng xanh nhỏ nhỏ như này, thậm chí thằng xanh nó nhỏ nhỏ như này. À, đây này, những thằng xanh nhỏ như này chúng ta ăn rất là nguy hiểm. Đây, nó rất là nhỏ như thế này. Còn trong cái trường hợp này sao? Cái trường hợp này thì chúng ta nên là đây là cái xu hướng lớn của chúng ta. Cái xu hướng lớn của chúng ta là như thế này. Đó. Và hiện tại ngày hôm thứ sáu là có một cái lực mua nó dịch lên mạnh như thế này. Vì trong cái trường hợp mà chúng ta bán trong trường hợp này cũng khá là nguy hiểm. Bán trong trường hợp này cũng khá là nguy hiểm. Tại vì nó giật lên, có thể là nó đi lên đây luôn. Có thể đi lên đây luôn. Chưa có gì gọi là xác nhận. Chưa có gì gọi là xác nhận là cái sóng hồi này kết thúc. Đây là sóng hồi. Đây là sóng hồi. Cái thằng đỏ này. Chúng ta hãy chờ cái thằng đỏ này kết thúc đã. Rồi chúng ta mới bán. Như vậy thì sẽ chắc kèo hơn. Nó là như vậy đó. Chứ còn thằng đỏ này chưa kết thúc thì mình bán ở đây thì rất là nguy hiểm hơn. Mà trong cái trường hợp này thì cái đồng Euro USD này thì cái khả năng là ngày tuần sau thì nó sẽ giảm á anh chị. Và anh chị nào muốn bán thì có thể là bán ngay tại mức giá này. Và chúng ta đặt stop loss cao hơn cái râu nến này được. Đó, và chất profit thì ở đây là tỷ lệ 1:3 đó. Đấy. Nếu như chúng ta lỗ thì chúng ta sẽ lỗ đâu đó là tầm là 2% tài khoản đó. Còn chúng ta lãi là chúng ta lãi được 6%. Anh chị nào mạo hiểm hơn thì lỗ thì chúng ta lỗ là 3% tài khoản. Ví dụ như tài khoản tổng của chúng ta là có 100 triệu. Chúng ta mất thì chúng ta sẽ mất là 3 triệu. À, cùng lắm là chúng ta còn 97 triệu thôi. Chúng ta mất 3 triệu. Còn lãi thì chúng ta sẽ lãi được 9 triệu. Tức là tỷ lệ 1:3. Lãi thì lãi 9 triệu. Mất thì mất 3 triệu. Đó, đơn giản thôi ha. Tuy nhiên hãy chờ giá xác nhận đã nhé anh chị. Hiện tại thì chưa có gì gọi là xác nhận nữa ha. Đúng rồi. À, dùng indicator nào thì qua những cái bài về phân tích kỹ thuật mà về buổi số 7, buổi số 8, buổi số 9 thì em sẽ nói chúng ta sẽ dùng những cái indicator nào cho tốt. Tại vì không phải indicator nào nó cũng tốt. Đúng là đặt lệnh limit đó. Đặt lệnh limit thì đặt những cái vùng giá mà mình cảm thấy nó thực sự tốt đó là mình đặt. Hai anh chị khi mà đặt lệnh limit thì anh chị đặt lệnh nhỏ thôi nhé, đặt lệnh nhỏ thôi để chúng ta kiểm tra cái mức độ thành công của mình. Còn khi mà chúng ta thấy là cái tỷ lệ thành công của mình cao rồi thì mình hãy đặt là tỷ lệ lớn hơn một chút. Đúng không? Mình tập trung vào kỹ năng. À, tập trung vào tỷ lệ thắng, từ từ rồi tập trung vào kiếm tiền. Anh chị giỏi thì tự nhiên anh chị có tiền à,
anh chị đừng có cần bận tâm nhiều. Còn lại, còn mình mà chưa giỏi mà mình lại cứ lao vô kiếm tiền là mình sẽ thua rất là nhiều đó. Không, khi mà thua không còn vốn rồi thì muốn làm lại cũng làm lại không được. Chờ đến ngày đóng cửa anh. Chờ đến ngày đóng cửa thì mới gọi là xác nhận xu hướng chính. Được. Và đến ngày đóng cửa thì và mình phải chờ thêm một vài phiên sau nữa. Để mình chắc chắn rằng cái xu hướng đó đóng đóng cửa thực sự. Chứ còn đôi khi anh chị thấy là nó giật xuống và ngày mai nó lại giật lên. Như vậy thì chưa phải là đấy. Chưa phải là xác nhận. Hai phiên thôi, tại vì rất là nhiều trường hợp nó xuống xong nó bật lên liền nên chúng ta phải chờ ha. Ví dụ như đây này rất là rõ này, đây là xu hướng giảm này, thấy không? Xuống giảm này, đây đây đây, đúng không? Rồi cái thằng này anh chị thấy không, đây là một này, đây là hai này, đây là ba này ha, ba cái đỉnh này nối lại này, và cái nến đỏ này anh chị thấy là nó giật lên, nó phá xu hướng không? Để thực sự mà phá xu hướng thì hai thằng nến đi liền sau á, nó phải là thường là đóng cửa ở trên nó luôn, đóng cửa ở trên luôn. Nếu mà có nến spinning top thì hai thằng nến spinning top, còn thằng sau mà nến Maruboji thì chỉ cần một thằng thôi, hoặc là nến tiêu chuẩn thì chỉ cần một thằng thôi, chúng ta phải chờ thêm một thằng sau nữa. Ở trong cái trường hợp này là chúng ta đi vào, chúng ta mua trong trường hợp này, chúng ta tưởng là giá bị phá vỡ rồi mà chúng ta vào đây chúng ta mua thì nó sẽ như thế này nè. Đó. Cho nên là phải chờ đến xác nhận lên đi. An toàn thì hai phiên. Thì nó lại sinh ra thêm một cái trường phái đầu tư nữa. Đó là trường phái hộ báo. Em gọi phái hộ báo. Hai trường phái, một là trường phái đầu tư an toàn. Thứ hai là trường phái hộ báo. Trường phái hộ báo là gì? Là họ thấy là giá phá vỡ là múc liền. Họ không có đợi. Tại vì họ đợi thì họ sẽ mất cơ hội. Còn cái trường phái an toàn thì họ chờ giá xác nhận nữa. Ví dụ như ở đây là cái trend của chúng ta này. Là cái xu hướng lớn là đang là giảm rồi đó. Con đường nên cho là đường màu đỏ. Đường màu đỏ đó là giảm. Vậy thì thường á, những người mà trade theo lý thuyết xu hướng thì họ sẽ chờ cho cái thằng xanh này kết thúc. Chờ cho cái thằng xanh này kết thúc và giá đóng cửa đóng dưới cái con đường xanh này thì lúc đó thì họ sẽ bán ra. Bên này cũng vậy ha. Đây. Như này là được rồi. Như này là có cái cây đỏ này đóng cửa dưới con đường xanh này thì họ sẽ bán ra. Đó. Thì tuy nhiên là cũng có những cái lúc mà nó giảm xuống xong rồi phiên sóng lại bật lên lại liền. Đó. Nên là mới sinh ra hai cái trường phái, em nói hai trường phái đó. Trường phái hộ báo là họ vào đây họ bán liền luôn. Họ đặt stop rất là trên. Còn trường phái thứ hai là chờ. Thì cái trường phái hộ báo thì nếu như mà lợi nhuận thì họ sẽ lợi nhuận nhiều hơn, tại vì họ chấp nhận mạo hiểm nhiều hơn mà. Thì trong cái thị trường này rủi ro càng cao thì lợi nhuận càng cao, còn muốn an toàn nhiều thì lợi nhuận lại thấp. Đó, cái gì đâu cũng có hai mặt như vậy. Không, thường thường trong FX thì không dùng volume. Em không có dùng volume trong FX nên em không thể dạy cho anh chị được. Em nói là những cái kiến thức mà em chia sẻ cho anh chị á, nói dạy thì ghê quá ha. Thường là sự chia sẻ thôi.
Những kiến thức mà em nói với anh chị ở đây là những kiến thức em đã áp dụng thành công rồi, và em đã hướng dẫn cho người khác, và người khác cũng áp dụng thành công luôn. Những cái mà em chưa từng áp dụng, hoặc là em áp dụng mà em thấy không thành công, thì em không bao giờ em nói cả. Đó. Em chỉ chia sẻ cho cái những anh chị những cái mà em đã làm được rồi thôi. Còn những cái em chưa làm được em không có nói đâu. Nói làm gì? Cho nên là nếu mà dùng volume trong forex, nhiều người có thể là họ thành công bằng cách dùng volume trong forex. Đó. Cũng được. Tuy nhiên em thì không dùng nên em không nói được. Mình chưa làm được mình nói làm gì? Nói là như vậy đó. Hoặc là anh chị có thể anh chị hỏi những cái phương pháp nào đó, mà công cụ nào đó mà có thể những người khác dùng tốt nhưng mà em chưa dùng được thì em sẽ không nói. Không nói em nói là em không biết. Em đâu phải là thánh đâu mà cái gì em cũng biết không. Rồi. Đúng là cần ba yếu tố là phá vỡ, xác nhận và tiếp diễn. Và cái sự tiếp diễn đó thì chúng ta sẽ thuận theo cái xu hướng lớn của chúng ta. Ví dụ trong trường hợp này, EURUSD. EURUSD đỉnh đó ha. Đáy nè. Đáy sau cao hơn đáy trước nè. Đỉnh ha. Đỉnh sau cao hơn đỉnh trước là thể hiện một cái sự tăng giá. Tuy nhiên ở ngay cái trường hợp chỗ đây thì đáy sau là thấp hơn đáy trước rồi. Đáy trước đây, đáy sau đây. Đỉnh sau lại thấp hơn đỉnh trước rồi. Thì thể hiện cái sự giảm giá. Từ cái lúc này trở đi thì chúng ta chỉ nhìn thị trường theo cái hướng là hướng giảm thôi. Chúng ta sẽ luôn luôn nhìn thị trường theo cái hướng giảm. Chúng ta chỉ có trực mà chúng ta bán thôi. Chỉ có chờ mà chúng ta bán thôi. Còn cái trường hợp mà nó quá thấp như thế này rồi mà chúng ta lại vào để chúng ta bán thì dính stop loss là cái chắc. Như cái trường hợp này đi vào đây bán là chỉ có dính stop loss thôi. Thế nào giá nó cũng giật lên. Em nói thật, thế nào cũng có cái thằng xu hướng xứ cấp cả. Không phải là thị trường nó lừa mình hay là chúng ta nghi ngờ thị trường gì đâu. Không phải anh chị, do anh chị chưa hiểu cái luật vận hành của thị trường. Giá nó thấp như thế này, vùng hỗ trợ bị phá vỡ các kiểu này. Và chúng ta nghĩ rằng chúng ta bán ra trong trường hợp này là hợp lý. Tuy nhiên không phải. Đó. Có thể giá nó sẽ giật lên và nó phá stop loss của mình. Và chúng ta cũng tuyệt đối là, em nói lại nhé, những cái thằng mà đi lên lại, những thằng xanh đi lên lại, nó ngược hướng với thằng đỏ đi xuống này. Thằng đỏ to của chúng ta đây, nó ngược hướng với thằng đỏ này. Những thằng xanh đi lên lại như thế chính là sóng hồi. Chính là sóng hồi. Mà chúng ta tuyệt đối là chúng ta không ăn sóng hồi. Tại vì chúng ta không biết nó hồi về đâu. Có thể nó hồi về tới đây, có thể nó hồi về trên thì càng tốt. Tuy nhiên có thể nó hồi một xíu thôi, rồi nó lại giảm và giảm rất sâu. Đó. Nên là chúng ta không ăn sóng hồi. Chúng ta chỉ chờ nó hồi về. Đó. Hồi về những cái vùng, nhất là cái vùng trend này. Nhất là cái đường trend này. Và giá nó phản ứng. Về tới đây mà giá Maribou mạnh giật giật, thì lúc đó chúng ta tuyệt đối là không bán. Không bán. Tại vì có thể nó phá luôn cái trend này, đi lên luôn. Nếu như mà nó phá trend xong rồi đóng cửa, vài phiên sau đó là nó sẽ đi lên rất là mạnh đó. Anh chị nhìn biểu đồ vàng anh chị thấy. Còn khi mà nó đi lên cái vùng trend này mà nó có cái dấu hiệu là quay đầu, những cái nến quay đầu, ví dụ như đây là nến xuyên, ở đây là nến mây đen này ha. Đây là nến mây đen che phủ hai thằng này. Thế nhớ anh, thằng này là nến gì? Nến pin ba này. Hoặc là nến gì? Hoặc là nến doji. Nến doji. Hoặc là nến búa, chúng ta nói sao cũng được. Và thêm nữa, chúng ta nhìn cái vùng này. Đây. Nguyên cái vùng lớn này chính là sóng hồi. Thì tất cả những gì chúng ta cần làm bây giờ, khi mà giá chạm cái đường trend này, có phản ứng xảy ra. Nến xuyên là một này ha. À, nến mây đen che phủ là một. Nến pin ba là hai. Nguyên cái vùng này là cái vùng sóng hồi là 3. Đó. Và xu hướng chủ đạo là xu hướng giảm là 4. Và bây giờ chỉ cần là cái xu hướng nhỏ này bị phá vỡ thôi, và nến xác nhận nó đóng cửa ở dưới thôi. Đó chính là thời điểm mà chúng ta mua, mà chúng ta bán. Đây, ngay cái cây nến này, này là chúng ta đã chuẩn bị chúng ta bán rồi. Cái cây này là chúng ta bán được. Đó, chúng ta sẽ ăn nguyên cái cùng vùng này.
thì ngay tại cái khúc này có hai trường phái xảy ra. Trường phái thứ nhất đó, ngay tại chỗ này có hai trường phái. Trường phái thứ nhất là trường phái hộ báo, tại vì họ đã chắc ăn là giá sẽ giảm rồi, nên khi mà giá nó vừa phá qua khỏi cái này và đóng cửa dưới đây đó, thì ngay cái phiên sau, khi mà thị trường vừa mở cửa cái phiên sau là họ bán liền đó. Bán liền, họ đặt stop loss ở trên này và họ check profit là tầm là tỷ lệ là 1, 2, 1, 3. Họ bán liền như thế này, họ đặt stop loss ở trên này và check profit là tỷ lệ là 1, 2, 1, 3 gì đó ở dưới đây. Đó, thì đây là tỷ lệ 1, 2 này. Tỷ lệ 1, 2 như thế này, đây là trường phái hộ báo nhé. Còn cái trường phái an toàn á, thì họ sẽ chờ thêm một phiên nữa. Chờ thêm phiên gọi là phiên xác nhận á, thì họ sẽ bán ra ngay tại đây. Và stop loss thì an toàn ở trên đây rồi. Còn check profit thì thường là tỷ lệ 1, 1 thôi. Trường phái an toàn nó sẽ ăn ít hơn trường phái hộ báo nhiều. 1, 1 như thế này. Đó thì chúng ta sẽ thấy là hai trường phái nó đều có lãi cả. Tuy nhiên một thằng lãi ít, một thằng lãi nhiều. Chúng ta coi coi mình thuận theo, mình theo trường phái nào thì mình sẽ ok trường phái đó. Thì nếu như mà anh chị nào bảo là vậy thì mình dời stop loss nhỏ lại để mình ăn nhiều, có được hay không? Ví dụ như trong trường hợp này, cái trường phái an toàn ở đây bán ra ngay tại đây, cái trường phái an toàn bán ra ngay tại đây này, check profit ở dưới đây thì tỷ lệ 1.28 thôi. Stop loss thì mình đặt ở trên đây để là nói chung là tầm tỷ lệ 1:1 thôi. Trường phái an toàn đạt tỷ lệ 1:1 thôi. Ví dụ như mình lỗ thì mình lỗ 3 triệu, mình lãi thì mình lãi là 6 triệu, ví dụ như vậy. Anh chị nào vốn lớn hơn thì lỗ thì lỗ 30 triệu, lãi thì lãi 30 triệu luôn. Như vậy thì chúng ta liệu có thể đặt stop loss thấp lại để chúng ta là lãi nhiều hơn hay không? Ví dụ như trong trường hợp này đặt stop loss ở đây thôi được không? Thì câu trả lời là không nên. Câu trả lời là không nên. Tại vì stop loss ở đây rất có thể giá đi lên xong rồi nó phá stop loss của mình xong rồi nó đi xuống. Tại vì trong cái xu hướng của chúng ta, xu hướng đỏ là xu hướng chủ đạo này, xu hướng xanh này là xu hướng thứ cấp này. Mà trong cái xu hướng xanh này á, nó còn thêm một thằng nữa. Anh chị nhớ thằng màu gì không? Thằng màu gì anh chị? Thằng màu đen nữa ha. Nó còn có những thằng màu đen nữa, là những xu hướng dịch chuyển nhỏ đó. Có thể nó đi lên nó phá stop loss của mình thì sao? Mặc dù trong cái thằng này, để em khoanh vùng này vậy coi nhé. Trong cái vùng này bây giờ anh chuyển giờ đi. Anh chị thấy là trong cái vùng đó thì cũng có những thằng màu đen, nó dập dìu lên xuống và nó phá vỡ stop loss của chúng ta như thường. Nếu như mà chúng ta đặt stop loss quá gần, nếu mà chúng ta đặt stop loss quá gần thì trong cái thằng màu xanh hồi nãy xuống này, xanh này, thì nó còn có những thằng màu đen nữa, mà thằng màu đen đó nó sẽ đi lên đi xuống nhỏ và nó phá stop loss của chúng ta đó. Cho nên đặt stop loss quá gần thì rất là nguy hiểm. Như thằng màu đen ở đây nó hiền hiền, nó đi lên nhẹ như này thôi. Anh chị thấy thằng màu đen này nó đi lên hiền, nó rất là nhẹ đúng không? Tuy nhiên có những thằng nó giật lên tới đây này, rồi nó đi xuống đi như này. Nếu chúng ta đặt stop loss gần quá để chúng ta đạt cái lợi nhuận cao thì khá là nguy hiểm. Mà stop loss an toàn thường là trên những thằng trên này, nhất là trên đường trend line và trên những cái thằng mà nằm, những cái thằng nến của khung giờ lớn mà nằm ngay tại cái vùng này là an toàn nhất. Cái quan trọng nhất trong đầu tư này không phải là mình kiếm được bao nhiêu tiền, mà mình bảo vệ tiền của mình giỏi đến đâu. Anh chị chỉ cần là bảo vệ tốt cái số tiền của mình thôi thì tiền tự nhiên thấy nó tới một cách tự động lên vậy. Bảo vệ tốt tiền mình đang có thì tự động tiền nó sẽ đến.
Đó, anh chị nhớ như vậy. Còn mình cứ tập trung mình kiếm tiền, mình không bảo vệ những gì mình có gì, mình thua đó. Phần này anh chị ok chưa? Chị Dung hỏi là tiếp bài học hôm nay đi. Nãy giờ em nói không phải bài học hôm nay hả chị? Nãy giờ em nói không phải bài học hôm nay hả? Tiếp bài học là tiếp bài học gì? Thì thị trường nó sẽ có ba xu hướng như thế. Xu hướng nhỏ, xu hướng lớn, xu hướng dịch chuyển nhỏ và xu hướng thứ cấp. Bằng mọi giá chị phải tìm ra được cái xu hướng lớn, xu hướng chủ đạo là mọi chuyện nó sẽ êm đẹp ngay. Về cái phần lý thuyết xu hướng này là anh chị còn thắc mắc gì không? Anh chị còn thắc mắc gì không? Hiểu hết rồi đúng không? Rồi từ nay về sau ấy, nhớ giùm em là không ăn sống hồi nhé. Không ăn những cái thằng mà đi ngược xu hướng lớn. Chúng ta chỉ chờ nó hồi về thôi, chờ hồi về bán, cứ nhớ là chờ hồi về bán, chờ hồi về mua. Nếu Bitcoin những ngày hôm qua, những ngày vừa qua anh chị thấy Bitcoin không? Bitcoin là tiềm năng, ha? Bitcoin là ngon, là ngon. Chúng ta phân tích đúng người rồi đó, ha? Nhưng mà còn đúng thời điểm nữa. Bây giờ chưa phải là lúc mua. Rồi. Chúng ta sẽ qua cái lý thuyết số 2. Đó là lý thuyết 3 giai đoạn. Lý thuyết 3 giai đoạn. Những cái lý thuyết của DAO này nó hỗ trợ cho nhau nha anh chị. Cho nên là anh chị hãy đi, nếu mà ôn lại bài á thì chúng ta hãy ôn từng lý thuyết một, nhất là lý thuyết xu hướng quan trọng cực kỳ. Nếu như mà anh chị hiểu rõ về lý thuyết xu hướng thì anh chị đâu có cần phải dùng indicator làm gì, không phải cần dùng công cụ RSI hay là CCI stochastic gì cả, không cần Bollinger Band, không cần MACD, không cần gì hết, không cần volume. Chỉ cần dùng biểu đồ nến thôi. Đó chính là price action đó. Rồi, xu hướng có 3 giai đoạn ha. Xu hướng chính luôn luôn có 3 giai đoạn. Một là giai đoạn tích lũy, hay tên tiếng Anh gọi là accumulation. Accumulation. Thứ hai là giai đoạn có xu hướng, khi mà thị trường tham gia vào thị trường, đám đông tham gia vào thị trường ha. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn phân phối quá ngưỡng, giai đoạn phân phối quá ngưỡng. Đây, đây, thị trường nó luôn luôn như vậy, nó luôn luôn như vậy. Hết rồi, lý thuyết này hết. Rồi, tất nhiên là để mình giải thích rõ thì nó nhiều lắm ha. Đây này, thì để mà trade forex thì anh chị nên nhớ em qua một ví dụ khác đi, cà phê này đi ha. Cà phê này này, anh chị nó hỏi cà phê đó thì kiến thức em nói ở đây thì anh chị có thể ứng dụng nó mọi thị trường tài chính.
cổ phiếu Bitcoin, chứng khoán, trade forex, phái sinh, hợp đồng cà phê gì cũng được hết đó. Cứ yên tâm, vàng bạc châu báu gì được hết. Đây này, ví dụ như quay về cái lý thuyết xu hướng hồi nãy đó. Thì xu hướng chính là đang là tăng đúng không? Xu hướng này là giảm đúng không? Xu hướng giảm. Còn nếu chúng ta nhìn kỹ về một cái khung giờ lớn hơn thì như thế này là cái xu hướng chính là chủ đạo, xu hướng chủ đạo là đang giảm đúng không? Rất là rõ, nhìn rất là rõ luôn, xu hướng chủ đạo đang giảm. Cho nên là chúng ta chỉ trực chờ mà sell thôi. Khi giá tăng thì chúng ta cũng không có mua, chỉ chờ mà bán thôi. Cái điểm mà bán tốt nhất đó, cái điểm bán tốt nhất là khi mà cái trend tăng nó bị phá vỡ quá. Ví dụ như trong cái trường hợp này là trend tăng rồi đây này, cái điểm bán tốt nhất là điểm này này. Còn khi mà thấp xuống đây thì không nên bán nữa. Không bán nữa nhất là đây là cái vùng hỗ trợ này. Tại vì nếu mà chúng ta bán nữa thì rất là dễ bị dính stop loss, phóng hồi lên đây. Đó. Đó, đơn giản lên gì, thị trường nào cũng như vậy đó, giống nhau cả. Rồi chúng ta qua cái lý thuyết là ba giai đoạn. Thì thị trường luôn luôn có ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn là tích lũy, giai đoạn tích lũy. Giai đoạn tích lũy này. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn có xu hướng. Và giai đoạn thứ ba là giai đoạn phân phối quá ngưỡng. Giai đoạn phân phối quá ngưỡng. Thì thị trường nào cũng như thế. Thì cá mập nếu mà chuẩn thì cá mập nó sẽ áp dụng rất là tốt cái lý thuyết này. Cá mập nó áp dụng rất là tốt nha anh chị. Áp dụng siêu tốt luôn đó, chứ không phải là tốt bình thường. Đó. Ví dụ như trong trường hợp là giai đoạn tích lũy này ha. Giai đoạn tích lũy thì cá mập nó sẽ dùng để nó gom hàng. Để gom hàng và gom thật là nhiều, càng nhiều càng tốt. Bên thị trường mà chứng khoán và thị trường Bitcoin thì anh chị có thể nhìn thấy rất là rõ là những cái volume giao dịch của nó rất là thấp. Đó. Dấu hiệu của nó là gom hàng thấy rõ luôn. Vì sau khi mà tích lũy hàng hóa đủ một lượng rồi, giống như bài toán bán cam hôm qua đó, và giá đẩy lên thì nó sẽ đi lên rất là mạnh. Vì sao nó lại đi lên rất là mạnh như vậy? Tại vì khi mà giá tăng đó, thì nếu mà muốn giá giảm thì phải có một cái lực bán nào đó đủ mạnh để mà đè giá xuống. Tức là người ta phải có hàng hóa để người ta bán xuống. Tuy nhiên là vốn hóa cái khúc này nằm trong tay cá mập cả rồi. Và cá mập nó không bán thì không có ai đủ khả năng để mà bán. Cho nên là giá sẽ đi lên. Giá sẽ đi lên. Và đi lên tới một cái vùng gọi là cái vùng cao rồi, giá cao rồi, thì nó chỉ chuyển qua cái giai đoạn là giai đoạn phân phối quá ngưỡng. Giai đoạn phân phối quá ngưỡng, phân phát hàng hóa ra, ai mua thì nó bán. Tới cái lúc đó là cái lúc mà ai mua thì nó bán. Còn cái lúc mà tích lũy thì ai bán thì nó mua. Ví dụ như biểu đồ Bitcoin đi. Thì nó cũng có ba giai đoạn như vậy. Giai đoạn thứ nhất, giai đoạn tích lũy. Giai đoạn thứ hai, giai đoạn có xu hướng. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn cao rồi. Và phân phối quá ngưỡng. Thì cái giai đoạn mà chúng ta kiếm tiền được đó chính là cái giai đoạn này. Đó chính là giai đoạn này. Giá tăng. Giai đoạn giá tăng. Thì vì sao giai đoạn này á đám đông lại tham gia thị trường đông như vậy? Tại vì ở cái vùng này tin tức tốt rất là nhiều. Tin tức tốt rất là nhiều. Nên sau này nếu như mà anh chị đầu tư mà anh chị thấy là khi mà giá nó đã thoát qua được một cái vùng gọi là giai đoạn tích lũy, thoát ra được một cái vùng giai đoạn tích lũy và nó đi lên, thì chúng ta biết là chúng ta đang ở trong cái giai đoạn là giai đoạn có xu hướng rồi. Chỉ cần mua thôi là thành công, khỏi cần suy nghĩ gì thế, chỉ cần mua là thắng. Anh chị nhớ giai đoạn tích lũy này. Rồi sau giai đoạn tích lũy là giai đoạn là có xu hướng. Rồi sau đó mới chuyển qua giai đoạn quá ngưỡng. Thì khi mà giá tới cái giai đoạn quá ngưỡng rồi thì chúng ta không có mua nữa. Không có mua nữa. Thì qua bài sau thì em sẽ nói
là khi nào thì biết nó qua giai đoạn quá ngưỡng nhỉ? Ngoài những công cụ phân tích kỹ thuật ra thì mình còn tìm hiểu thêm những cái yếu tố khác nữa. Còn khi mà giá nó đã đạt tới giai đoạn quá ngưỡng rồi, đạt tới giai đoạn quá ngưỡng này, thì giá nó sẽ bắt đầu quay đầu giảm giá, quay đầu giảm giá. Thì cái lúc mà nó quay đầu giảm giá như thế này thì chính là cái lúc mà chúng ta nghĩ tới cái việc là chúng ta bán được rồi, ta bán được rồi. Thì cái lúc mà em làm cái chuỗi video mà em làm cái chuỗi video mà project á, thì lúc đó là em cũng có nói là ở cái video 1, video 2 gì đó, video 1, video 2 em không nhớ đó, mà lúc đó khi mà em quay lại thị trường á, thì thị trường đã đi xuống đây rồi. Và em đã thông báo lên trên YouTube là em nghỉ tầm 6 tháng. Và lúc đó em bán ở đâu đó là tầm là 18.000, em nhớ là vùng 18.000 thôi. Mặc dù 20.000 em không bán được nhưng em bán được 18.000. Và mình biết là thị trường đã bắt đầu rồi. À, mình cũng khá là tội nghiệp cho những ai mua của mình đó. Thì họ mua họ muốn giá tăng mà họ mua của mình là họ đu đỉnh đó. Em bán cho họ mà em biết họ sẽ đu đỉnh luôn đó. Nhưng mà thôi, đây là sân chơi ha. À, sân chơi thì có thắng có thua. Còn nếu không muốn thắng, không muốn thua thì đừng chơi. Giống chơi đánh cờ với đánh bài vậy đó. Đã chơi thì phải chấp nhận thắng thua. Còn nếu mà không muốn thua thì đừng chơi. Nó là như vậy. Những chơi đá banh cũng vậy ha. Chơi đá banh cũng vậy. Mà có thắng có thua. Đi thi hoa hậu cũng như vậy ha. Đã đi thi rồi thì mình phải chấp nhận là mình, một là lấy vương miện về cho Tổ quốc, hai là mình thua. Còn là nếu mà không muốn thua, thua sợ bị người ta lên án, người ta chửi gì đó thì đừng có đi chơi. Đây cũng là một sân chơi, như em nói rất là rõ rồi. Sân chơi mà mình muốn chơi thì mình phải học cách chơi, học cách chơi. Đó. Thất bại thì không có nản. Cuối cùng là chúng ta vui thôi là được. Là như vậy, là như vậy. Rồi sau khi mà thị trường nó đã ở giai đoạn tích lũy rồi và nó đi lên thì chúng ta cứ nhắm mà chúng ta mua thôi, nhắm mà mua. Vậy có mua liền được không? Là chúng ta lại quay cái lý thuyết lý thuyết xu hướng này ha. Chúng ta sẽ không mua, không mua khi mà giá quá cao, mà chúng ta sẽ chờ cho nó hồi về. Đó, chờ cho nó hồi về, chờ cho nó hồi về. Đó, còn trong cái thị trường mà ba giai đoạn này thì cũng có ba giai đoạn giá tăng, cũng có ba giai đoạn là giá giảm ha. Giai đoạn giá tăng xong rồi sẽ có ba giai đoạn giá giảm. Đây là bên đây, bên đây là phân phối quá ngưỡng này, sau đó thị trường lại chuyển qua giai đoạn là giai đoạn có xu hướng, có xu hướng, nhưng mà xu hướng bên đây lại là xu hướng giảm. Đây là xu hướng có xu hướng nha, mà xu hướng tăng nhá anh chị. Còn bên sườn bên đây á, là có xu hướng nhưng là xu hướng giảm ha. Thì sau khi mà nó có cái xu hướng giảm xong rồi thì nó sẽ quay về cái giai đoạn là giai đoạn tích lũy. Đó, nó cứ lặp đi lặp lại như vậy đó. Cứ là tích lũy, có xu hướng, rồi quá ngưỡng, phân phối hàng hóa. Ai mua thì họ bán ra, cá mập nó gom đây rồi. Khi mà giá cao rồi nó tung tin tốt là rất là nhiều. Đây tin tốt rất là nhiều. Mà ai mua thì nó bán. Đó. Như thuận mua vừa bán đó. Rồi sau khi đó chuyển qua giai đoạn là giá giảm. Rồi nó lại quay về cái giai đoạn tích lũy và cá mập nó lại gom hàng. Nó đơn giản như vậy, nó rất là đơn giản. Ở đây tích lũy này, có xu hướng này, giá giảm này, rồi lại tích lũy này, lại tích lũy, lại gom hàng, rồi lại có xu hướng, rồi lại có xu hướng. Đây vẫn còn tăng nữa cho coi. Rồi tăng tới cái một vùng nào đó thì lại là quá ngưỡng, rồi lại là tích lũy. Nó cứ lặp đi lặp lại như vậy. Thì trong cái lúc mà khi mà thị trường chuyển qua cái giai đoạn quá ngưỡng rồi á, mà nó bắt đầu quay đầu đi xuống, thì cái lúc này cái xuống chính là xuống giảm. Vậy thì lúc đó chúng ta chỉ trực chờ mà chúng ta bán thôi. Chỉ chờ cho giá nó hồi lên mà chúng ta bán. Hồi lên mà chúng ta bán. Cứ hồi lên mà bán. Nhất là bán ở những cái đường trend, những cái đường trend line. Nhớ nhé. Những cái đường trend line thôi là chắc ăn nhất. Ví dụ đây này, đường trend line. Đường trên line ha, giá chạm những cái đường trên line là những cái vùng mà chúng ta cần chú ý. Đây, đây,
Đây gần tới em để đến ngày là nó sẽ nhìn rõ đây trên line. Đây đây cũng là, đây cũng là chạm đường trên line, đây cũng chạm đường trên line, đây cũng chạm đường trên line. Tuy nhiên giá nó giật lên rất mạnh và nó đóng cửa trên đây như thế này thì giá sẽ tăng rồi chứ không phải là giảm nữa. Đi vào trong trường hợp này có thể nó đi lên như thế này xong rồi nó giảm xuống như thế này, đúng không? Tuy nhiên trong trường hợp này nó là đóng cửa và nó xác nhận ngay tại đây rồi. Thêm nữa chưa hết đâu, ngay tại cái vùng này tin tức tốt rất là nhiều, tin tức tốt rất là nhiều. Chúng ta phải phối hợp thêm về về tin tức trên thị trường nó thì sẽ chắc ăn hơn. Mà thực ra là không cần, tin tức nó luôn luôn đi kèm với những cái tín hiệu trên thị trường. Đó, như thế này. Còn khi mà thị trường tích lũy xong nó tăng thì cứ trực chờ mà mua thôi. Còn thị trường mà quá ngưỡng xong mà giảm thì cứ trực chờ mà bán thôi. Và nó chỉ đơn giản vậy thôi. Còn trong thị trường đầu tư cổ phiếu cũng như vậy. Em cho anh chị coi thị trường cổ phiếu. Ví dụ như đây ha, IBB. IBB này nó cũng cũng là có những cái giai đoạn, thị trường luôn có ba giai đoạn. Giai đoạn tích lũy nữa, có xu hướng này. Đó. Có xu hướng sau rồi lại qua giai đoạn quá ngưỡng. Thì khi mà qua giai đoạn quá ngưỡng thì chúng ta trade cổ phiếu, mà chúng ta trade kiểu là mua cổ phiếu thì chúng ta vẫn lời được, vẫn lãi được. Ví dụ như mua ở đây là anh chị vẫn lãi nữa. Tuy nhiên cái việc lãi này anh chị đừng có nắm giữ lâu dài. Chúng ta nhớ như vậy nhé anh chị. Không có nắm giữ cổ phiếu lâu dài, tại vì chúng ta đang nhìn là thế này. Chúng ta nhìn là chúng ta thấy là chúng ta đang trong cái giai đoạn đang giảm này. Mà nếu chúng ta có mua cổ phiếu ở những cái vùng hỗ trợ, đây là vùng hỗ trợ này. Đây vùng hỗ trợ này. Đây vùng hỗ trợ này. Chúng ta có mua ngay tại vùng hỗ trợ tốt và giá nó tăng, mà chúng ta nhìn cái thằng lớn này đang như thế này, thì chúng ta phải biết là cái sự tăng giá nó chỉ là tạm thời mà thôi. Nhớ nhé, đừng có nghĩ là ở mình ôm cổ phiếu vài ba năm gì hết, dẹp hết đi. Mấy cái đó là mấy cái suy nghĩ là bị cá mập nó lừa đó. Có thể những cái trong cái vùng này cá mập nó đưa ra tin là cổ phiếu này sẽ tăng gì lâu dài, chia cổ tức các kiểu, rồi mấy cái đó là dụ hàng hết. Cổ tức cũng chính là cò mồi thôi. Chúng ta phải biết là cá mập nó muốn có lãi á thì nó phải bán cổ phiếu ở những vùng giá cao. Đây là những cái tổ chức tài chính lớn, là những cái quỹ đầu tư này, nó là mua ở đây này. Và giá nó tăng lên như thế này rồi, và đây là tới cái lúc mà nó muốn bán này. Để em đo và có bao nhiêu năm. Những quỹ đầu tư thì thường đầu tư là trong vòng là kế hoạch 3 năm, kế hoạch 5 năm. Chứ thường nó không có đầu tư là một vài tháng đâu. Chúng ta coi này, cái vùng gom hàng này là cái vùng từ năm 2016. Thậm chí là năm 2016, năm 2017 gì đó ha. Thậm chí là bên đây luôn này, không phải 2015 nữa. 2015 mà tới 2018 thì mất khoảng 3 năm rồi. 3 năm là nó đã đạt cái kế hoạch 2-3 năm của nó. Thậm chí từ cái vùng này cuối năm 2016 này tới cuối năm 2018, đầu năm 2018 là tầm 1 năm rưỡi. Đó, và giá nó xu hướng giảm nó như thế này thì những cái tổ chức tài chính lớn, những cái quỹ đầu tư nó lại muốn chốt hàng rồi. Thêm nữa là qua cái phần mà lý thuyết tương quan thì em sẽ cho anh chị thấy thêm cái chỉ số VN Index nữa. Chỉ số VN Index nó cũng tác động nhiều hơn. Nên những cái lúc mà quá ngưỡng như thế này á, mà nó có đưa ra tin tốt để cho mình mua thì mình chính là cái nguồn mà cho tụi cá mập nó xả hàng. Đó. Vì đây là sân chơi, một người thắng thì sẽ có người thua. Mình chính là cái nguồn cho cá mập xả hàng, nên đừng có nghĩ là mình ôm cổ phiếu lâu dài vài ba năm gì cái nha. Đó. Mà thấy là tăng tới những cái vùng kháng cự. Đây. Vùng kháng cự này. Đây này. Đây này. Đây nữa. Thì chúng ta nên là biết rằng chúng ta chốt đi đã, rồi làm gì làm. Cái chuyện nó tăng tiếp hay không tăng tiếp thì mình tính sau. Ví dụ như chúng ta chốt ra đây, ở cái mức giá là 22.500 này, mà nó có tăng tới là 23.000 thì cũng kệ đó. Chừng nào mà nó tăng lên đây này thì mua. Chốt trước đi đã,
rồi nó tăng lên trên này rồi mình có mua hay là không mua rồi mình tính sau, như trong trường hợp này. Tại vì những con sóng tăng này chỉ là sóng hồi thôi. Vì chúng ta nhìn đây này, thằng lớn nó đang là giảm này. Đây là cái mũi tên này nó chi phối toàn bộ thị trường này. Nhìn nó như vậy thôi. Nó đang chi phối thị trường đó. Giống cái bàn tay nó đè thị trường xuống. Tất cả những thằng đi ngược này chỉ là xu hướng tăng tạm thời. Tăng tạm thời. Bán này ha. Đây là cái lúc mà họ bán này. Thì nhìn cái cổ phiếu này, nhìn nghĩ đây là em để biểu đồ khung gì đây, khung giờ ngày hay khung giờ gì đây, khung giờ tuần. Rồi khung giờ tuần như thế này thì với cái lực như thế này khả năng sẽ còn giảm nữa, giảm nữa, giảm về đâu, ít nhất là về tới đây đó, sâu hơn về tới đây 10.000, còn không thì về là nó tầm là 17.000, người chậm hơn thì về đây nè 15.000, mà khó có thể về 10.000, khó có thể về 10.000, nhưng mà không gì là không thể. Thử là chiến tranh một phát được không, thì bây giờ Trung Quốc gây chiến Việt Nam thì không, tất cả những thằng này có thể về 2-3.000 chứ không phải là 10.000 đâu, không gì không thể. Họ bán hết cổ phiếu họ ôm vàng, nên là chúng ta hãy hết sức lưu ý ha. Cái xu hướng đang giảm này thì đừng có mua nhé. À, dấu hiệu mà dấu hiệu tích lũy á, dấu hiệu tích lũy đó, chính là cái lúc mà thị trường đi sideways, nó đi ngang, nó đi sideways đi ngang, đó là dấu hiệu tích lũy. Mà nếu mà chúng ta bật cái công cụ Bollinger Band lên, chúng ta bật công cụ Bollinger Band lên thì chúng ta sẽ thấy là hai cái đường band nó rất là hẹp, đó, hai cái đường band rất là hẹp nhỏ. Anh nào đó hỏi làm sao để biết được thời điểm nào thuộc giai đoạn nào, ví dụ như thời điểm này thuộc giai đoạn nào anh chị. Thời điểm hình xấu này, đúng rồi, em bấm vào đâu thôi, ở cái giai đoạn này thuộc thời điểm này thuộc giai đoạn nào anh chị. Đây, quay lại cái hình của chúng ta. Những cái này anh chị phải tự biết nhé. Này, tích lũy này, có xu hướng này, đám đông tham gia thị trường này, quá ngưỡng này. À, thị trường như thế này, này, lại tích lũy ha. Vậy cái này thuộc giai đoạn nào? Mình tự trả lời thử. Đây là giai đoạn có xu hướng nha anh chị. Đây là giai đoạn có xu hướng. Có xu hướng mà có xu hướng xuống ha, có xu hướng xuống. Chả tích lũy gì cả ha. Không có tích lũy đâu. Còn nếu như mà chúng ta biết rõ, muốn biết rõ là có tích lũy hay không tích lũy á, thì chúng ta cần đọc thêm tin tức nữa, cần đọc thêm tin tức. À, vì sao? Tại vì cái giai đoạn tích lũy là cái giai đoạn mà tin tức rất là xấu, thị trường rất là ảm đạm, thị trường rất là ảm đạm. Nó là như vậy. Giống như là thị trường Bitcoin nó sẽ rất là ảm đạm.
trong cái giai đoạn vừa rồi. Thì cái giai đoạn tích lũy đó, hay là giai đoạn sideways đó, em gọi là giai đoạn sideways đi ha, cho dễ anh chị, nhiều anh chị dễ biết. Ví dụ ở trong cái thị trường forex này đi, bấm ở đâu đó. Thôi. Thôi anh chị sợ đi. Đây, lại à. Rồi, trong cái thị trường forex này đi ha. Forex này. Thì cái giai đoạn mà tích lũy của chúng ta, giai đoạn tích lũy của chúng ta thì thường là nó sẽ là ở những cái vùng giá thấp. Ở những vùng giá thấp. Và cái mô hình của nó, cái mô hình của nó thì thường là cái mô hình răng, hoặc là cái mô hình kênh giá như ở đây này, hoặc sideways theo Bollinger Band. Và nếu như mà anh chị chơi ngắn hạn thì nó vẫn có thể là áp dụng cái cách này vào trong cái quá trình chơi ngắn hạn. Có nghĩa là trong một cái thị trường tài chính lớn thì nó sẽ có ba cái giai đoạn là tích lũy, có ba giai đoạn là tích lũy này, có xu hướng này, sau đó là quá ngưỡng, rồi nó lại là có xu hướng mà xuống giảm, sau đó lại tích lũy, có xu hướng tăng. Tuy nhiên là khi mà chúng ta chơi forex thì nó cũng có ba cái giai đoạn y như vậy, trong một cái xu hướng là xu hướng nhỏ hơn. Ví dụ bây giờ em để khung giờ 1 giờ ha, em để khung giờ 1 giờ thì nó cũng y như vậy, nó cũng y như vậy, nó cũng có tích lũy, nó cũng có tích lũy, cũng có là xu hướng và cũng có quá ngưỡng. Vậy làm thế nào để chúng ta nhận ra là đâu là giai đoạn tích lũy? Thì thường cái giai đoạn tích lũy là cái giai đoạn mà giá nó sẽ nằm kẹp trong một cái vùng mà người ta thường gọi là cái vùng răng. Răng này ha, hoặc là vùng channel, hoặc là vùng kênh giá đó. Đây. Đó. Giá nó sẽ kẹp trong vùng đó. Ví dụ như đây là một vùng răng nè, giai đoạn tích lũy hoặc giai đoạn là phân phối luôn nha anh chị, là giá nó sẽ kẹp trong cái vùng đó, kẹp trong cái vùng đó, hoặc đây là vùng kênh giá này. Thì trước khi mà nó tiếp tục một xu hướng mới thì nó sẽ kẹp trong cái vùng đó trước đó. Đó là như vậy để chúng ta biết mà chúng ta chơi cho nó tốt. Thì nếu như mà anh chị chơi á, mà anh chị thấy anh chị chơi forex để trong khung giờ nhỏ là như thế này ha, mà anh chị thấy nè, giả sử như mà giá nó đang giảm và bắt đầu là tới đây nè, bắt đầu nó cứ đi liên tục trong cái vùng này, thì chúng ta biết rằng nó đã ở trong một cái giai đoạn gọi là giai đoạn tích lũy, hoặc là giai đoạn quá ngưỡng, tại vì trên đây là quá ngưỡng, như là quá ngưỡng xuống nữa. Quá ngưỡng trên đây một lần rồi bây giờ lại là quá ngưỡng tiếp, có thể nó sẽ đi lên hoặc đi xuống tiếp rất là mạnh. Đó. Thì lúc này chúng ta chờ thôi, nếu mà nó phá qua được thằng này nó đi lên thì nó sẽ chuyển vào giai đoạn là có xu hướng, mà lúc đó chúng ta chơi ở đây, chúng ta chờ giá hồi chúng ta mua. Đó. Còn nếu như trong trường hợp này mà nó không tăng như này, mà nó xuống đây và nó phá qua vùng này đi xuống tiếp như này, thì chúng ta biết là cái này là phá qua rồi, chờ hồi về chúng ta bán đó. Chờ hồi về chúng ta bán đó. Đó là khả năng thành công rất là cao. Ở ngoài cái vùng răng này nó còn có cái vùng kênh giá nữa. Thì ví dụ như là anh chị thấy là giá đang tăng như thế này, giá đang tăng. Nhưng mà tới ngay tại cái vùng tăng này, giá nó kẹt trong cái vùng như thế này, xéo xéo như thế này đi, và nó cứ dao động trong cái vùng này, nhỏ như này.
Thì khi mà chúng ta thấy là giá nó vượt qua khỏi cái thằng này đi xuống, thì khả năng ở chỗ này, này là chỗ break out này. Thì những cái nến ở dưới đây là những cái nến xác nhận cho cái thằng break out này, thằng phá vỡ này. Đó. Thì khi đó giá thì giảm xuống rất là mạnh. Thì cái gì đó, mặc dù chúng ta trade nó cũng giờ nhỏ thôi, nhưng mà cái quy luật này nó vẫn đúng như vậy. Ta chỉ có chờ mà chúng ta bán rồi. Nó chỉ đơn giản như vậy đó. À, phần này anh chị nắm được không? À. Nến mà anh chị nhớ này, cái thằng nến mà nó phá qua giá đóng cửa, cái thằng nến mà nó phá qua cái đường trend line và cái đường kháng cự hỗ trợ là thường là nến Maribou. Cái thằng nến Maribou là cái thằng nến mà chuyên đi diệt stop loss. Cái thằng nến Maribou là cái thằng nến mà chuyên diệt trend line, diệt xu hướng đó, với diệt là kháng cự hỗ trợ. Đó là nhiệm vụ của Maribou. Nó là cái thằng mà chuyên đi diệt kháng cự hỗ trợ với trend line á. Còn những cái thằng nến xác nhận á, thì chỉ có là rơi vào đâu đó là tầm hai thằng, một là Maribou luôn hoặc là nến tiêu chuẩn, còn thứ hai là cái thằng nến spinning top á. Thằng nến spinning top cũng được. Đó, còn những cái thằng nến búa nến đồ là thì không phải đâu, ít lắm thôi. Em bật cái công cụ không được ta. Thì những cái giai đoạn mà tích lũy ấy, thì anh chị sẽ thấy là cái hai cái đường band của mình, band trên và band dưới rất là hẹp. Band trên và band dưới rất là hẹp. Và giá nó cứ dao động liên tục trong những cái vùng đó. Thì những cái giai đoạn đó là cái giai đoạn thường là giai đoạn tích lũy. Khả năng rất là cao là giai đoạn tích lũy. Chúng ta biết như vậy thôi, để chúng ta chờ thôi. Chúng ta cũng không có mua trong giai đoạn này nhé anh chị. Tại vì khả năng ngâm vốn của chúng ta rất là lâu. Chúng ta sẽ bị ngâm vốn. Đó, nó là như vậy. Nó sẽ bị ngâm vốn. Ví dụ như trong trường hợp này cũng có thể được xem như là giai đoạn tích lũy này. Đây này, nguyên cái vùng này. Sau khi tích lũy xong rồi, một cái cây nến nó giật xuống như thế này thì nó sẽ đi xuống mạnh nữa. Nên là nếu như mà chúng ta mua theo cá mập trong cái vùng này thì cũng rất là nguy hiểm. Còn ai mà lỡ mua mà thấy giá nó giật xuống như thế này và nó đóng cửa vài phiên như thế này rồi thì lúc đó là chúng ta nên bán ra được rồi. Thế này anh chị thấy này, giá nó phá vỡ bằng nến Maribou này, nó đóng cửa vài phiên bằng nến spin top này, không, đây là nến xác nhận đó. Còn ở trong trường hợp này nè, giá nó giật lên là bằng Maribou này, thấy không? Rồi sau đó nó đóng cửa vài phiên sau đó này bằng nến spinning top này.
Đây là đến xác nhận. Nhưng mà để mà khỏi bị ngâm vốn, khỏi bị chôn vốn lâu thì chúng ta hãy chờ dòng này giật lên rồi đóng cửa xác nhận như này để chúng ta mua. Ở đó thông minh hơn, ở cách đó thông minh hơn. Khung 1 giờ cũng đúng, khung 1 giờ cũng đúng. Tại vì khi mà chúng ta xác định là chúng ta đã chơi trong khung 1 giờ rồi á, thì còn lại thì chúng ta chốt đi nha. Tại vì chúng ta đã xác định là chúng ta chơi ngắn hạn trong khung 1 giờ á, thì chúng ta hãy chốt theo cái khung 1 giờ. Chứ chúng ta chơi trong khung 1 giờ mà chúng ta muốn là ăn lớn bằng khung ngày thì cũng không được nha. Chơi khung nào thì chốt lại khung đó, đây khung nào nó cũng đúng. Đúng rồi, sau sideway là giá hay bám đường ben, giá hay bám đường ben chuẩn. Còn nhiều thanh niên thì bảo là giá chạm đường ben bán, giá chạm đường ben mua là sai lầm hoàn toàn, không có biết cái gì cả hả. Tại vì nó mà bám đường ben nó đi lên thì nó sẽ đi lên rất là mạnh như này, mà bảo hay chạm đường ben bán thì rất là sai lầm. Thì cái điều kiện như thế nào để vẽ đường trend thì anh chị cứ vẽ cái giá đóng cửa thôi, anh chị cứ vẽ cái giá đóng cửa, không phải lúc nào nó cũng đúng 100%. Ví dụ như trong trường hợp này giá đóng cửa của chúng ta là như thế này. Đây nè, đây nè, đây. Thì cái thị trường này, thì cái thị trường này nó bị chi phối nhiều nên do em vẽ cái thị trường khác đi. Em vẽ vàng đi ha, vàng chả chi phối nổi vàng đâu. Ví dụ như ở đây nè ha, đó. Thì chúng ta thấy ở đây có một cái đáy đúng không, đây có một cái đáy này, đây xem như là đây đi ha, nguyên cái vùng này thì chúng ta cứ nối những cái giá đóng cửa lại thôi, rất là dễ thôi ha. Đây này, nối nè, anh chị thấy là khi mà giá nó tăng, giá nó giảm xong nó chạm đường trend này cái nó bật lên liền không, phản ứng rất là mạnh luôn đó. Chạm phát bật lên luôn, phản ứng rất là mạnh. Tới đây thì giá nó như thế này, giảm xuống. Mà thường á chúng ta nhớ là cái thằng mà nến mà tiêu diệt trend á thì thường là thằng nến Mariposa, còn cái thằng nến spinning top này thì thường là không phải nến diệt trend đâu. Và tới khúc này mà giá nó tăng lên lại như thế này thì anh chị phải biết là cái con đường trend này nó là sai rồi, không còn xài được nữa. Con đường trend mà sai thì không xài được nữa. Chúng ta chọn con đường khác, chọn con đường khác. Thì cái cách mà chọn con đường khác thì chúng ta sẽ chọn những cái đáy và cái đỉnh gần nhất của nó. Ví dụ như ở trong trường hợp là những cái đáy gần nhất của nó là những cái đáy này. Đó. Những cái thằng này là những cái thằng gần nhất này. À, một đáy này, đáy này, đáy này, đáy này, bốn đáy thôi. Nó tạo thành một cái thằng như này. Một này ha, hai, ba, bốn này, tạo thành con đường trend. Những cái đáy cũ, những đỉnh cũ nó sai rồi, nó bỏ đi ha. Chúng ta chỉ sử dụng khi nó còn đúng thôi. Còn trong trường hợp này, ở đây chúng ta thấy là có cái nến Mariposa này, nó diệt qua thằng trend này. Thấy chưa? Đó. Tự nhiên là nó phải cần thêm nến xác nhận, phiên sau nó tăng lên lại như này, phiên sau này. Đó cho nên là
Nếu cứ nghĩ đơn giản là dịch trend mà không có xác nhận mà bán ra thì rất là nguy hiểm. Phải cần đến xác nhận. Trend này. Đây là xu hướng giảm này, bảo là bị kết thúc rồi, thì bây giờ chuyển qua xu hướng tăng. Thì giai đoạn này thì giai đoạn giá tăng thôi, rất tăng rất là mạnh. Thấy được cái xu hướng của nếu mà nhìn kỹ theo cái biểu đồ về tháng, biểu đồ tháng thì chúng ta thấy là biểu đồ vàng này. Vàng đây là giai đoạn tích lũy ha. Có xu hướng này. Rồi lại quá ngưỡng. Rồi nó lại giảm xuống này. Giảm xuống mà nguyên cái vùng này luôn. Nguyên cái vùng này chính là cái vùng giai đoạn tích lũy. Đây là giai đoạn tích lũy ha. Và bây giờ theo khung giờ tháng đã vượt khỏi vùng tích lũy rồi, nên là bây giờ anh chị chỉ có mua vàng thôi là win thôi, khỏi cần suy nghĩ nhiều, cứ mua là win thật, chả cần phải suy nghĩ gì cho mình. Giá nó có thể tăng lên trên đây, nhất là về chiến tranh thương mại liên tục như thế này thì thôi. Có tiền cứ đầu tư vàng. Xong tích lũy đó. À, tích lũy ha. Tích lũy là thường là rơi về cái vùng gọi là sideways. Kênh giá. Kênh giá là một. À, răng, răng, răng là nó đi ngang. Răng có nghĩa là kênh giá ngang đó. Kênh giá ngang người ta bảo là răng đó. Rồi đây hoặc là Bollinger Band hẹp đây bật cái lên đây. B hẹp rồi. B hẹp và bắt đầu là mở rộng ra đúng không? B hẹp thắt cổ chai này. Bắt đầu mở rộng là hai phía này. Giá bám band đi lên. Lưu ý là chúng ta quản trị vốn thì tốt hơn. US30 hả? US30 vẫn vẫn ok, vẫn ok. À, đang đang biểu đồ băng full như thế này là làm sao để mà mình vẽ được công cụ hả? Công cụ nè. Đấy đúng không? Ý hỏi là mấy cái này đúng không? Hay sao? À, công cụ BB hả? Anh gõ cái dấu, anh nhìn đến cái bàn phím của mình á, anh nhìn đến bàn phím của mình á. Anh thấy chữ M không? Đó, từ cái chữ M đó anh đi qua bên phải. À, anh thấy có cái dấu xiệt mà dấu xiệt xéo như thế này nè. Đó, anh ấn vô cái dấu xiệt xéo đó là nó hiện ra. Đó là hiện ra cái U này. Được chưa? Được chưa? Đó. Dấu xiệt xéo nằm gần giữa ship á. Ấn vô. À, phím tắt á, mình pro mình phải biết mấy này nha anh chị. Đó. Hoặc là khung thời gian, nó thay đổi khung thời gian thì anh chị gõ dấu phẩy, anh chị gõ dấu phẩy này nó lên này, hoặc là anh chị ấn thẳng một con số luôn, ví dụ như 4 là 4 giờ luôn, ấn 4 4h 4 giờ, hoặc là 240 phút cũng là 4 giờ. Cái này thao tác nhé.
Rồi US30 đúng không? Ok. US30. Đây. Đây này, đây này. Với phải 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 cái này không ạ? Phải thằng này không? Em thì không chơi US30, phải biểu đồ này không? Mươi Honda hả? Đây đúng không? Wall Street này không? Đây đúng không? Rồi, chúng ta nhìn thấy gì? Ở đây thì chúng ta thấy là về mà lý thuyết mà ba giai đoạn đó, thì đây là giai đoạn tích lũy ha. Ở phía trước đó chúng ta không thấy đi, coi như là tích lũy đi. Có xu hướng này, quá ngưỡng này, thấy chưa? Rồi lại có xu hướng giảm này, rồi lại tích lũy ha, tích lũy nguyên vùng này. Rồi bây giờ nó là có xu hướng, mà nó xu hướng rất là mạnh, hướng rất là mạnh như này. Thì hiện tại thì xét về cái sơ đồ về tháng thì giá cả thì đó thì nó vẫn đang là nằm trong cái xu hướng tăng, mọi thứ nó vẫn đang nằm trong xu hướng tăng đó, cho nên là chúng ta hãy hết sức lưu ý, vì khi mà chúng ta bán thì rất là nguy hiểm, tại vì mọi thứ đang trong cái xu hướng tăng đó. Nhất là ở đây này, anh chị thấy em đang để biểu đồ tháng này, giờ chuyển qua biểu đồ tuần nhé, giờ chuyển qua biểu đồ tuần thì ở đây chúng ta thấy là có những cái vùng đỉnh ở đây, đây là cái vùng đỉnh rồi chưa, và giá nó phá qua cái vùng đỉnh này rồi đi lên và đóng cửa vài phiên thì theo mà lý thuyết mà về kháng cự hỗ trợ thì nó sẽ đi lên tiếp, đúng không? Tuy nhiên trong cái trường hợp này nó giảm sấp mặt luôn này, giảm sấp mặt, cho nên là cái vấn đề ở đây lại quay ngược về là quản trị rủi ro và quản trị vốn. Tại vì một cái tín hiệu mà nó có đẹp đến đâu đi chăng nữa thì cũng có lúc nó sai. Những cái tổ chức lớn nó xả hàng phát là giá theo ngay, hoặc là tự nhiên có tin tức biến động về chính trị hay gì đó thì tự nhiên là giá nó sẽ giảm thôi. Thì khi mà giá giảm thì chúng ta biết cái xu hướng chủ đạo của chúng ta đang là tăng đó. Dù thế nào đi chăng nữa thì cái xu hướng chủ đạo vẫn đang là tăng, được chưa? Cho nên là chúng ta hãy kể đến những cái đường trendline gần nhất, mà quan trọng nhất là giá đóng cửa ngay từ đây, kể lên đây đó. Giá nó vẫn còn nằm trên cái con đường này thì vẫn còn tăng đó. Thì sau đó chúng ta chuyển qua khung giờ nhỏ hơn ngay, chúng ta xem như thế nào. Đây chính là cái lúc mà chúng ta cần lưu ý này. Thì hiện tại là ngay phía trên của cái mức giá này US30 này, ngay phía trên nó chính là một đường kháng cự mạnh đó, theo khung giờ tuần. Cái vùng xanh là khung giờ tuần này đó, còn cái con đường màu trắng em kể này, đây chính là khung giờ ngày, kháng cự ngày này, kháng cự tuần này. Còn ở dưới đây thì chúng ta có hỗ trợ của đường trên line đó, hỗ trợ của trên line đó. Và thêm đây là hỗ trợ, vùng hỗ trợ đó này. Đây là vùng hỗ trợ này. Đây, một vùng hỗ trợ. Thằng này em cho màu đỏ đi, cho nó giống kháng cự đó. Vùng bán nhiều. Vậy bây giờ chúng ta sẽ quyết định là không mua bán anh chị. Không phải lúc nào mua bán cũng tốt đâu, mà có những lúc là chúng ta hãy chờ ấy. Tại vì bây giờ là giá nó đang kẹp giữa hai cái vùng này, tăng cũng không rõ mà giảm cũng không rõ. Chúng ta sẽ quyết định là không đầu tư. Chúng ta sẽ quyết định mua khi mà giá nó lên hẳn trên đây đó, mà chúng ta bán khi mà giá nó xuống hẳn như đây. Còn đang sideways lên xuống như này thì lên cũng gặp kháng cự, mà đi xuống cũng gặp hỗ trợ,
trên line anh chúng ta sẽ quyết định không đầu tư đối với US30 ha. Anh chị nắm được không? Đúng rồi, hiện tại thì cái thằng này đang nằm ở vùng đỉnh. Theo em thì khi mà mình mua cũng rất là nguy hiểm, tại vì nó đang ở vùng đỉnh và vùng đỉnh rất là cao như thế này. Chưa kể là sau cái lý thuyết mà chúng ta học thì chúng ta thấy gì? Những cái vùng mà tích lũy và vùng quá ngưỡng, một là tích lũy này, hai là quá ngưỡng, thì nó sẽ rơi về thì cái mô hình giá nó sẽ nằm trong mô hình gì anh chị? Mô hình gì? Những cái vùng tích lũy và vùng quá ngưỡng thường nó sẽ nằm trong cái mô hình giá là channel hoặc là mô hình răng. Thì ở đây em thấy là nó khá giống với mô hình channel và channel đó ha. Nên có thể đây là quá ngưỡng anh chị. Có thể đây là quá ngưỡng. Anh chị nào đầu tư hay trade những chỉ số khác thì cũng lưu ý vùng này, lưu ý điều này. Có thể là quá ngưỡng gì không? Đấy, xuống. Những cái lúc như thế này á, mình biết có phải là đỉnh hay không đỉnh á, thì thường là người ta dùng thêm là RSI phân kỳ. Em sẽ thêm RSI phân kỳ vào thì công cụ này. Chúng ta coi có phân kỳ hay không. Một triệu phân kỳ rất rõ. Phân kỳ rất rõ. Anh chị, có anh chị nào chưa biết phân kỳ là gì không nhỉ? Anh chị coi video của em chắc biết hết rồi đúng không? Biết rồi, khỏi nói lại. Rồi. Thì ở trong cái trường hợp này chúng ta thấy là RSI đang phân kỳ nè, phân kỳ rất là mạnh, cho thấy là một cái dấu hiệu là giá sẽ giảm rất là mạnh đó anh chị. Giá giảm rất là mạnh. Mặc dù cái xu hướng chính của chúng ta, xu hướng chính của chúng ta vẫn đang là xu hướng tăng, đúng không? Đúng không? Xu hướng lớn của chúng ta đang là xu hướng tăng thế này. Đó. Con đường chủ đạo đi, con đường màu đỏ đi. Chủ đạo đang là xu hướng tăng. Nhưng mà trong xu hướng tăng này thì có xu hướng gì anh chị? Có xu hướng gì nữa? Có xu hướng gì? Ôn lại bài luôn. Có xu hướng gì? Thứ cấp ha. Đúng rồi. Thứ cấp mà ở đây chúng ta thấy là nó có cái mô hình là một đỉnh, hai đỉnh, ba đỉnh. Và thêm nữa là phân kỳ này. Đó. Khả năng giá sẽ giảm. Quá ngưỡng thôi. Rồi anh Trung nói dạy về PK chuyên sâu hả? PK chuyên sâu là cái gì anh? PK là cái gì? Anh viết hạn chế viết tắt nè. Em hỏi lại rất là mất thời gian ha. Phân kỳ hả? Phân kỳ thì có hai loại chủ đạo, đó là phân kỳ tiếp diễn và phân kỳ quay đầu. Phân kỳ tiếp diễn và phân kỳ quay đầu thì về cái phân kỳ quay đầu thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Nó chả có gì gọi là chuyên sâu cả ha. Nó không có gì chuyên sâu đâu. Giờ đây nè, phân kỳ quay đầu này á, thì người ta gọi là phân kỳ bình thường, còn phân kỳ tiếp diễn là hay người ta còn gọi là phân kỳ kính. Qua cái bài sau thì có thể là em sẽ nói thêm phân kỳ kính cho anh chị biết. Còn hôm nay thì em sẽ nói lại về cái phân kỳ quay đầu này. Chủ yếu thì em dùng phân kỳ bằng cái công cụ RSI. Đây là một công cụ em rất là yêu thích. Những người khác thì có thể dùng công cụ khác để đo phân kỳ, nhưng mà em chỉ dùng RSI thôi. Thì công cụ RSI nó thể hiện cái lực mua và lực bán của thị trường, sức mạnh mua bán của thị trường. RSI càng tăng thì thể hiện là cái lực mua càng tăng, còn RSI càng giảm thì thể hiện là cái lực bán càng tăng. Lực mua là giảm.
Thì ở trong cái trường hợp như như thế này, chúng ta thấy này, chúng ta thấy khi mà giá nó tăng lên cái tới cái điểm này, hiểu chưa? Và RSI nó tạo cái đỉnh này, thì thể hiện là cái lực mua của thị trường nó nằm ở đây này. Và khi mà cái đỉnh thứ hai nằm ở đây, nhưng mà cái lực mua của thị trường nó lại nằm ở đây, nằm ở con số tầm 70 này. Lần thứ nhất là nó 90, lần thứ hai 70 này. Mặc dù giá thì nó vẫn cao như vậy đó, bằng nhau, nhưng mà cái lực mua của thị trường nó lại thấp hơn đó. Lực mua đã đuối lắm mà, yếu lắm mà. Và lần thứ ba này, giá là ở đây này, bằng cái này luôn nè, nhưng mà lực mua thị trường lại nằm ở đây. Và cái mức giá hiện tại, cái mức giá hiện tại là ở đây, và cái lực mua thị trường lại tiếp dưới đây này. Cho nên là cái lực mua là yếu lắm mà. Và lực mua yếu thì lực bán mạnh đó. Nên có thể là nó sẽ giảm, mặc dù xu hướng lớn là đang tăng, mà có thể giảm. Đó, những phân tích nhận định sơ sơ vậy cho anh chị thấy được là cái xu hướng chính của thị trường. Còn nếu mà chúng ta muốn chơi cái thằng này, thì hiện tại chúng ta chờ như là em nói đó, chúng ta chờ. Còn nếu mà ai mà mạo hiểm thì bán sẽ tốt hơn là mua. Trong cái trường hợp này bán sẽ tốt hơn mua. Đặt stop loss trên đây, chết rồi fit thì ở dưới đây, tỷ lệ 1,2, 1,3 gì đó như thế. Còn không thì nếu mà muốn ăn nhanh thì tỷ lệ 1,1 thôi, ngay tại cái vùng kháng cự này, vùng hỗ trợ này, bán đây xuống đây ăn luôn thôi, khỏi chờ lâu, nhưng mà mình ăn tỷ lệ thấp. Còn ở trong cái trường hợp này chúng ta cũng chưa vội bán, tại vì cái xu hướng của nó đang là xu hướng tăng như thế này, chúng ta bán là chúng ta chống xu hướng. Cái cách tốt nhất đó là chúng ta chờ. Tại vì đây là một vùng kháng cự này. Đây là một vùng kháng cự. Tốt nhất là nếu như mà giá lên nó gặp cái vùng cự này mà nó quay đầu thì đẹp nhất. Đây là đi lên này mới gặp cái vùng kháng cự, nó quay đầu nó xuống đây này. Và ngay tại đây là anh chị thấy nến xác nhận các kiểu để phá cái trend này. Thì đây là chúng ta bán đẹp nhất, và stop loss chúng ta chỉ cần đặt ở đây thôi, không cần đặt ở trên. Như thế này, stop loss đây, chắc rồi fix ngay tại đây là cũng đã được tỷ lệ 1,2 rồi, mà chắc ở dưới đây thì đã tỷ lệ 1,3. Còn nếu mà anh chị nào mà kiểu như mà thả rong luôn, tại vì chúng ta rất là lạc quan là giá nó sẽ giảm xuống tiếp dưới đây, thì chúng ta sẽ đặt chắc rồi fix ở đây nha, tỷ lệ 1,10. Tỷ lệ 1,10 là một tỷ lệ rất là đẹp. Giả sử ai có vốn lớn, mất thì mất 30 triệu, 3% tài khoản, vốn 1 tỷ đúng không, vốn 1 tỷ, mất là mất 30 triệu, 3% tài khoản. Lãi thì lãi 300 triệu, 10 lần, nói như vậy. Chúng ta, như em nói rồi, chúng ta sẽ không ăn sóng hồi. Thì trong cái trường hợp này này, cái xu hướng lớn của nó đang là xu hướng tháng như thế này, tăng như thế này, thì chúng ta sẽ không chống lại xu hướng tháng bằng cách ăn sóng hồi. Tuy nhiên chúng ta mà chơi cái kiểu mà chúng ta chơi theo khung giờ tháng, các anh chị nào, ở đây có anh chị nào chơi theo khung giờ tháng không? Tất nhiên là chúng ta là những cá con, thì không có chơi theo khung giờ tháng. Nên là cái sóng hồi của khung giờ tháng á, là nó đã rất là lớn rồi, đủ cho chúng ta ăn rồi. Còn trong cái khung giờ 1 giờ hay là 4 giờ thì chúng ta tuyệt đối không ăn sóng hồi của khung 1 giờ 4 giờ rồi. Còn một sóng hồi của khung giờ tháng nó là một con sóng rất là lớn. Anh chị nắm được không? Sóng hồi khung giờ tháng, khung giờ tuần là những con sóng rất là lớn. Chúng ta vẫn ăn được sóng hồi trong khung giờ lớn như vậy. Còn sóng hồi khung giờ 1 giờ, khung giờ ngày hoặc là 4 giờ thì bỏ ha. Anh chị nắm được ý em không? Ta không ăn sóng hồi, nhưng mà mình phải biết là con sóng hồi nào nhé. Chứ không phải lúc nào cũng không ăn sóng hồi mà chờ kèo mà chết á.
Chờ mấy tháng nữa mới có kèo mà chết à? Ok. Hôm nay chúng ta nghỉ ở đây ha. Rồi, thì bài hôm sau thì chúng ta sẽ tiếp tục học tiếp. Rồi, anh chị có nhận xét gì về buổi hôm nay không ạ? À? Thấy thấy buổi hôm nay sao? Không dám đi vệ sinh là ghê ghê quá nha. Rồi.